Audio điện tử võ tấn bền chương 1261, điều tra bắt đầu một Tần Thanh cảm giác được bên mình có chút khác thường, cô ngồi dậy, nhìn thấy Trương Dương đang ngồi bên cạnh giường mình, vai hắn hơi rung lên, Tần Thanh vội đến bên hắn, thấy khuôn mặt Trương Dương đẫm đầy nước mắt, Tần Thanh chưa từng thấy Trương Dương như thế, Trương Dương, sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Khương Lược, chết rồi. Trái tim Tần Thanh như bị ai đó dùng lực cấu mạnh, cô cuối cùng đã hiểu được tại sao Trương Dương lại đau khổ như vậy. Cô ôm lấy Trương Dương vào lòng, để cho mặt hắn áp vào ngực mình. Trương Dương ôm chặt lấy cô, anh đứng chừng mắt nhìn cậu ấy rời xa. Nhưng, anh, anh lại không giúp được cậu ấy. Tần Thanh ôm chặt lấy Trương Dương, dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cho hắn. Bây giờ cô ấy chỉ có thể dùng cách này để an ủi trái tim đang đau khổ tuyệt vọng của Trương Dương. Trương Dương nói, anh nhất định sẽ tìm ra được hung thủ sát hại cậu ấy. Tần Thanh gật gật đầu, dịu dàng nói anh nhất định sẽ làm được đêm nay chắc chắn rất nhiều người khó mà ngủ được kỳ sơn ngồi trong phòng sách sắc mặt rất khó coi bàn tay đan sen vào nhau ánh mắt ngẩn ra nhìn về phía bàn vệ sĩ kiêm tài xế của y ngũ ca đứng đối diện y đợi sự sai bảo của kỳ sơn kỳ sơn nói viên cảnh sát bị chết là người phụ trách án ma túy là cán bộ đắc lực được điều từ bình hải đến ngũ ca thấp giọng nói việc này không liên quan đến người của chúng ta chắc là do người của bang tử làm. Kỳ Sơn thở dài nói, cuối cùng vẫn xảy ra chuyện, tên khốn kiếp này đã chọc ra một lỗ thùng to bằng trời, Đông Giang sau này sẽ không còn Thái Bình nữa. Thế hàng của chúng ta phải làm sao? Kỳ Sơn nói, tất cả đều phải hủy hết, những công việc liên quan đều phải dừng lại, hắn đang chơi với lửa. Nhưng đám lửa này rất có thể sẽ thiêu đốt đến chỗ chúng ta. Ngũ ca nói, tại sao lại phải làm ra việc điên rồi là giết cảnh sát như vậy? Audio điện tử võ tấn bền Kỳ Sơn nói, chúng ta rất nguy hiểm ban tử là muốn đốt ngọn lửa này lên, mượn lực lượng cảnh sát để thanh trừ toàn bộ thế lực của chúng ta, chúng nếu như lụi bại thì thị trường Đông Giang sẽ trở nên trống không, lúc này hắn sẽ có cơ hội để sân nhập vào. Ngũ ca thở dài, thực ra anh cũng sớm đã chuẩn bị rút lui rồi. Kỳ Sơn nói, cuối cùng vẫn chậm một bước, người trong giang hồ, thân bất do kỳ. Y cầm lấy điện thoại của mình, khi chuẩn bị gọi cho ai đó thì đúng lúc có người gọi đến kỳ sơn nhấc điện thoại muộn như thế này rồi chắc chắn là có việc gấp hơn nữa số điện thoại này của y rất ít người biết điện thoại là từ bàng thanh sơn gọi đến tiểu phong không thấy đâu nữa kỳ sơn nghe thấy em trai mình biến mất lập tức lo lắng hỏi sao lại không thấy không phải tôi để nó ở với cậu sao bàng thanh sơn nói tôi không ngờ nó lại trốn mất mau đi tìm nó nhất định phải tìm nó Kỳ Sơn mất đi sự bình tĩnh. Ngắt điện thoại, Kỳ Sơn ổn định lại tinh thần một chút mới gọi điện cho bang tử. Bang tử rõ ràng là còn đang ngáy ngủ, y vừa ngáp vừa nói, muộn như thế này rồi, tìm tôi có chuyện gì. Cái án giết cảnh sát của phải là người của cậu làm. Bang tử cười lớn nói, tôi chỉ là người buôn bán, sao lại có thể giết người chứ, huống hồ là một viên cảnh sát, anh đừng cho rằng tôi không biết pháp luật nhé. Kỳ Sơn nói cậu có biết là mình đang chơi cái gì không? Cứ như thế này mọi người đều sẽ gặp xui xẻo. Tôi chẳng sao cả, Đông Giang là địa bàn của anh, lại không có ý định để cho người khác bước chân vào. Kỳ Sơn nói, tôi cảnh cáo cậu, đừng có dở trò. Ôi, tôi sợ quá, anh em hai người thật là ghê gớm, đừng uy hiếp tôi, gan tôi nhỏ lắm, không may lại chết người đấy. Kỳ Sơn cảm thấy lời hắn nói như đang ám thị điều gì đó, y tức giận nói đầu tiên thì gây ra chuyện của th hà tự sau đó lại giết cảnh sát phụ trách án bây giờ đông giang đã bị cậu làm cho nổi phong ba rồi đấy cậu còn đang muốn làm gì nữa cùng lắm thì tôi không chơi nữa nhưng cậu muốn dẫm chân vào cũng không phải dễ dàng gì đâu bang tử thở dài nói anh đúng là cái đồ chết não mình không chơi nữa cũng không cho phép người khác chơi anh tưởng anh là ai chứ thượng đế sao kỳ sơn lạnh lùng nói sự nhẫn nại của tôi cũng có giới hạn lưu manh chính là lưu manh đừng tưởng rằng đeo thêm một cặp kính không có việc gì lại ngồi nghe ngạc giao hưởng là có thể gia nhập được giới thượng lưu nhé tôi nói cho anh biết quy tắc không phải do anh định ra anh lợi dụng nguồn hàng hóa của chúng tôi để mê hoặc phía cảnh sát hàng bán ra đa phần là của anh làm cái gì cơ chứ nguy hiểm thì đẩy cho chúng tôi tiền thì các anh nuốt giờ tiền các anh đã kiếm đủ lại không muốn chơi nữa à mình không chơi lại không để cho người khác chơi nằm mơ anh phải chăng là muốn bàn điều kiện với tôi? Được, tôi nói cho anh điều kiện, sau này ở địa bàn của anh mỗi tháng phải tăng 5 lần số lượng hàng nhập vào, giá cả tôi chỉ tăng cho anh 30%. Kỳ Sơn cười lạnh lùng nói, cưỡng buôn cưỡng bán, cậu muốn lừa bịp tôi à? Lừa bịp anh là tôi còn coi trọng anh, nếu như không phải nhắm trúng mạng lưới tiêu thụ của anh, anh cho rằng tôi có đủ nhẫn nại chơi với anh sao? Anh hãy suy nghĩ đi. Kỳ Sơn nói, không cần phải suy nghĩ bây giờ tôi trả lời cậu luôn từ hôm nay trở đi hàng hóa của cậu một chút tôi cũng không cần tôi rút lui tôi không chơi nữa nhưng người của cậu nếu dám làm việc gì ở đông giang tôi phát hiện ra một sẽ diệt một đừng đánh giá quá cao năng lực của mình chỉ cần tôi muốn tôi có thể làm cho anh thanh bại danh liệt vậy thì thử xem xem chúng ta ai rốt cuộc chết trước kỳ sơn tức giận dập điện thoại ngũ ca đứng bên cạnh thấp giọng nói đường dây của chúng tôi đã tra ra Kỳ Sơn gật đầu, tạm thời bất động, nếu như chúng dám làm bất kỳ động tác gì thì chúng ta sẽ nhổ gả gốc chúng lên. Chấm, Vinh Bằng Phi nhìn vợ và con trai của Khương Lượng nằm phục bên cạnh thi thể Khương Lượng khóc đau khổ, trong lòng như có lưỡi dao đang cứa, thậm chí y mất đi dũng khi nói lời khuyên giải, y nhớ tới lời trách móc của Trương Dương đối với mình hôm qua, cái chết của Khương Lượng quả thật y có trách nhiệm nếu không phải y điều khương lượng đến đông giang phụ trách cái án này thì khương lượng sẽ không chết khương lượng không chỉ là thuộc hạ tốt mà còn là người bạn người anh em tốt vinh bằng phi mắt đỏ lên rời khỏi nhà xác mặt trời bên ngoài rất đẹp nhưng trong lòng vinh bằng phi lại là một màu đen tối y nhìn thấy trương dương ở phía xa trương dương là người đã đưa người nhà khương lượng đến gặp mặt khương lượng lần cuối hắn không bước vào vì hắn sợ sẽ nhìn thấy hình dáng đã mất đi sức sống của khương lượng mí mắt trương dương hơi sưng lên trong mắt đầy tiêm máu vinh bằng phi chủ động bước tới thấp giọng nói đến rồi à y biết trương dương đang oán trách y trong lòng trương dương lạnh lùng nhìn vinh bằng phi tìm được hung thủ chưa vinh bằng phi lắc đầu tôi biết các anh không thể tìm được trương đại quan nhân đầy sự khinh thường nhìn vinh bằng phi nếu như là trước đây vinh bằng phi nhất định sẽ vì thế mà nổi giận nhưng bây giờ thì không y cảm thấy mặt mình đang nóng lên trương dương có tư cách khinh thường bọn họ vinh bằng phi thấp giọng nói trương dương khương lượng chết rồi tôi cũng rất đau lòng tôi rất hối hận vì đã đưa khương lượng tới đông giang nhưng sự việc đã xảy ra rồi tôi tôi không thể thay đổi được trương dương nói tìm ra hung thủ trả lại công bằng cho khương lượng cho gia đình cậu ấy một câu trả lời ngoặc kép vinh bằng phi nói tôi thề cho dù phải lật tung cả đông giang lên tôi cũng phải tìm ra hung thủ giết người trương dương nói tìm được hãy nói từ xa có mấy viên cảnh sát bước tới chỗ Vinh Bằng Phi, hóa ra đó hữu hảo lúc sinh thời của Khương Lượng, Đỗ Vũ Phong, Tần Bạch, Trình Diệm Đông. Bọn họ đến trước mặt Vinh Bằng Phi chủ động yêu cầu nói, "Vinh sở, hãy để chúng tôi gia nhập tổ chuyên án." Vinh Bằng Phi lắc lắc đầu, y đã mất đi Khương Lượng, việc này đã trở thành nỗi đau vĩnh viễn trong lòng y, y không thể làm ra chuyện tương tự như thế được, không cho phép có thêm bất kỳ bi kịch nào xảy ra, Vinh Bằng Phi thấp giọng nói, "Tôi sẽ nhanh chóng bắt được hung thủ." tôi lấy huy hiệu cảnh sát ra để thề. Vợ của Khương Lượng đau khổ ngất đi mấy lần, bạn bè thân thiết đi cùng đã đỡ cô ấy vào trong xe nghỉ. Vinh Bằng Phi gọi con trai Khương Lượng Khương Tử Hàm đến bên cạnh, trước mặt mọi người nói, từ giờ về sau Tử Hàm chính là con trai tôi, tôi sẽ thay Khương Lượng gánh vác trách nhiệm làm cha. Khương Tử Hàm đẫm nước mắt, cắn môi nói, cháu chỉ có một người cha. Vinh Bằng Phi nhìn Khương Tử Hàm đang đau khổ, trong lòng cũng đau không kém. Viên cảnh sát được khương lượng cứu sống ngay trước mũi súng là Lưu Phong cũng bước đến, gã muốn nói với Khương Tử Hàm mấy câu, nhưng Khương Tử không cho gã cơ hội đó mà cúi đầu đi ra xe. Lưu Phong vốn định bước tới, lại bị Trương Dương giữ lại, vì đã có kinh nghiệm bị Trương Dương đánh đau hôm qua mà Lưu Phong khi nhìn thấy Trương Dương không khỏi có chút sợ hãi, trong mắt lộ ra sự hoảng hốt, Trương đại quan nhân hôm nay đã bình tĩnh lại, nhìn vào Lưu Phong với khuôn mặt thâm tím, lúc này mới cảm thấy hôm qua mình ra tay hơi nặng. Hắn thấp giọng nói, hãy để đứa trẻ bình tĩnh một lát. Lưu Phong gật gật đầu, thấp giọng nói, xin lỗi. Trương Dương nói, anh không có lỗi gì với tôi. Chương 1262, điều tra bắt đầu hai. Lưu Phong nói, nếu như không phải vì tôi thì Khương đội sẽ không chết, người chết nên là tôi. Trương Dương thở dài, đó là lựa chọn của cậu ấy, tôi nghĩ Khương Lượng sẽ không hối hận với quyết định của mình lưu phong mắt đỏ lên nói tôi sẽ báo thù cho anh ấy tôi xin thề trương dương nói hãy sống cho tốt đi nếu như khương lượng đã giao cơ hội sống cho cậu thì cậu phải biết trân trọng sau này tính mạng của cậu không chỉ thuộc về mình cậu lưu phong gật mạnh đầu nói tôi hiểu trương dương nhìn sang bên cạnh vinh bằng phi và mấy người đỗ vũ phong đang nói chuyện ở chỗ xa xa lại không hề chú ý đến phía bên này trương dương thấp giọng nói lưu phong các cậu hiện giờ có tư liệu của hung phạm không lưu phong cắn môi cũng nhìn về phía xa thấp giọng nói đã tìm ra được máy giám sát tuy nhìn không rõ nhưng có thể nhìn ra được khái quát hình dáng trương dương nói cậu có thể đưa cho tôi một bộ tư liệu không lưu phong có chút do so dự dù sao cũng là cơ mật nội bộ mà trương dương lại không phải là người trong hệ thống trương dương nói tôi có bạn là cao thủ về máy tính chỉ cần có được tư liệu đó tôi nghĩ chắc sẽ có cách tìm ra được manh mối lưu phong nói nhưng Trương Dương nói, việc này đừng để cho Vinh Sở biết, không phải cậu muốn báo thù cho Khương Lượng sao? Cậu ấy vì cậu mà mất đi cả tính mạng của mình, cậu chỉ vì cậu ấy mà làm một chút việc thì có gì phải do dự chứ? Theo như yêu cầu của người nhà Khương Lượng, sau khi hỏa táng Khương Lượng xong, cho cốt của anh ấy sẽ do người nhà mang về Giang Thành an táng. Đỗ Phú Phong và Tần Bạch Tuy đều muốn được điều đến Đông Giang, tiếp tục cái án mà Khương Lượng chưa thể hoàn thành, nhưng Vinh bằng phi cự tuyệt thỉnh cầu của bọn họ, sự hy sinh của Khương Lượng đã trở thành gánh nặng không thể chống đỡ nổi trong lòng Vinh Bằng Phi. đưa Tiến Hải cốt của Khương Lượng, Vinh Bằng Phi lên xe của Trương Dương, mượn cớ tiện đường đi nhờ. thực ra là có lời muốn nói với Trương Dương. cái chết của Khương Lượng làm cho quan hệ giữa bọn họ có một màn đen. Trương Dương nhìn Vinh Bằng Phi, Vinh Sở, chuyên xe của mình không ngồi mà lại muốn đi cùng tôi là có chuyện gì? Vinh Bằng Phi nói, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu. Trương Dương nói, nói cái gì? sự việc không phải là đều đã rõ ràng rồi sao vinh bằng phi nói trương dương tôi thừa nhận cái chết của khương lượng là trách nhiệm của tôi nhưng tôi không hy vọng chuyện này ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta vinh bằng phi rõ ràng cảm nhận được sự lạnh lùng của trương dương đối với mình trương dương nói yên tâm đi tôi phân biệt rất rõ ràng vinh bằng phi gật gật đầu nói trương dương tôi có thể hiểu được tâm trạng của cậu lúc này nhưng tôi hy vọng cậu sẽ không nhúng tay vào vụ án này tìm ra hung thủ là chức trách của chúng tôi chúng tôi sẽ tận sức làm tốt việc này trương dương nói ai bảo tôi sẽ nhúng tay vào hắn bất giác nghĩ tới lưu phong lẽ nào tên tiểu tử này đã tiết lộ bí mật trương đại quan nhân không khỏi có chút tức giận không ngờ tên tiểu tử không những gan nhỏ mà miệng còn quá nhanh đã đặc biệt dặn gã không được nói cho vinh bằng phi rồi không ngờ nhanh thế đã truyền đến rồi vinh bằng phi nói tôi tự đoán ra quen cậu lâu như vậy Tính cậu tôi ít nhiều cũng hiểu được một phần, Trương Dương, tôi nghĩ cậu chắc hiểu cái gì gọi là mỗi người có một nhiệm vụ riêng của mình. Trương Dương nói, anh lo lắng tôi sẽ làm phiền các anh phá án. Vinh Bằng Phi nói, Trương Dương đây là trách nhiệm của chúng tôi. Trương Dương nói, Vinh Sở, anh nghĩ nhiều rồi, tôi cho dù có lòng muốn báo thù cho Khương Lược, nhưng bây giờ trong tay tôi không có bất cứ manh mối nào để bắt đầu cả. Trương Dương càng tỏ ra bình tĩnh, Vinh Bằng Phi càng cảm thấy kỳ lạ y luôn cảm thấy tên tiểu tử này muốn làm chuyện gì đó khương lượng và trương dương tình hữu hảo thâm sâu với tính cách của trương dương hắn tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bạn mình chết đi như vậy vinh bằng phi nói chúng tôi đã nắm được một số manh mối tôi tin rằng rất nhanh sẽ có thể phá được án trương dương nói tôi cũng tin tưởng vào năng lực của công an các anh đừng để cho khương lượng chết không nhắm mắt sau khi chia tay với vinh bằng phi trương dương đang chuẩn bị đến tìm lưu phong tính sổ nhưng vừa hay Lưu Phong gọi điện thoại đến, gã lấy được một số manh mối muốn đưa cho Trương Dương xem, Trương Dương vừa nghe xong lập tức hiểu mình có thể đã hiểu nhầm gã, hắn và Lưu Phong hẹn sẽ gặp mặt ở quán cà phê. Lưu Phong đưa cho Trương Dương một chiếc đĩa, trong đó có tư liệu ghi hình, khi đưa cho Trương Dương, Lưu Phong rõ ràng có chút căng thẳng, "Chủ nhiệm Trương, việc này nhất định không được để cho lãnh đạo của chúng tôi biết, Vinh sở đã đặc biệt dặn dò, phải bảo mật nghiêm khắc với những tư liệu liên quan đến án này." Trương Dương nhận lấy tài liệu, thấp giọng nói, hôm nay tôi gặp ông ấy ở chỗ hỏa táng, ông ấy không muốn tôi nhúng tay vào chuyện của các cậu. Lưu Phong nói, Khương đội gặp nạn, sở tỉnh đã xếp cái án này thành án trọng điểm trong năm nay, tổ chuyên án do đích thân vinh sở chỉ đạo. Trương Dương gật đầu, cái chết của Khương Lượng đã gây ra sự chấn động rất mạnh trong hệ thống công an tỉnh, tỉnh sở chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực cho cái án này, Trương Dương nói còn có manh mối nào khác không? lưu phong nói ngoài phần băng giám sát ra trước mắt không có manh mối nào khác có điều căn cứ vào phân tích của nội bộ tổ chuyên án chúng tôi cho rằng cái án này có liên quan đến án buôn ma túy ở đông giang không ngoại trừ khả năng trước khi khương đội chết đã tra ra lượng lớn ma túy dẫn đến thù hận của phần tử buôn ma túy lần này chúng cố ý tung ra tin tức để báo thù khương đội trương dương nói không phải cậu nói khương lượng lúc đó đã đỡ đạn cho cậu sao lưu phong nói tối hôm đó chúng tôi đến quan rượu mà khương đội đã nhận được tin tức nói rằng có người có khả năng đang tiến hành giao dịch ma túy trong quán rượu khi chúng tôi đến phát hiện hoàn toàn không có người thực hiện giao dịch ma túy mục đích của tay súng đó rất rõ ràng chính là xông đến chỗ chúng tôi trương dương nói cậu có nhìn thấy hình dáng hung thủ không lưu phong lắc đầu lúc đó tôi chỉ nhận thức được khi có người nổ súng khương đội đã đẩy tôi ra sau đó hai tiếng súng vang lên tiếp theo cả quán ba mất điện tôi không nhìn rõ. Trương Dương nói, quán ba đó không có người nào khả nghi à? Không có, chúng tôi đã điều tra ông chủ và nhân viên, phát hiện việc kinh doanh của họ chưa từng có điểm nào phi pháp, hơn nữa lý lịch của những người này cũng rất sạch sẽ. Trương Dương nói, tôi nhớ án ma túy giấu trong gỗ có liên quan đến Kỳ Phong. Lưu Phong nói, đúng thế, chúng tôi vẫn đang tìm Kỳ Phong, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có chút manh mối nào. Bước đầu hoài nghi hắn có thể đã rời khỏi địa hạt, Bây giờ đã không còn ở trong nước nữa." Trương Dương nói, nếu như chuyện này thật sự là chuyện báo thù thì rất có thể có liên quan đến Kỳ Phong. Trương Dương hẹn gặp Trương Bích Quân, hắn cần sự giúp đỡ của Trương Bích Quân, phòng kỹ thuật lớn mạnh quốc an có thể giúp hắn tìm ra manh mối, chiếc đĩa lấy từ tay Lưu Phong đã có ích, với sự giúp đỡ của nhân viên phòng kỹ thuật quốc an, cuối cùng đã hiện dần ra hình dáng hung thủ. Nhìn vào hình trên máy tính, Trương Dương thấp giọng nói, người này là hung thủ sát hại Khương Lượng. Trương Bích Quân nói, chỉ là hình đại khái, chúng ta có đối chiếu điều tra. Trương Dương nói, đối chiếu như thế nào? Trương Bích Quân nói, lợi dụng kho tài liệu của chúng tôi để điều tra đối chiếu loại trừ, căn cứ vào những gì cậu nói, từ thủ pháp giết người của người này có lẽ là một sát thủ chuyên nghiệp, chúng tôi đã tiến hành thu thập tư liệu của những tội phạm lớn trong nước, chúng ta có thể dùng kho tài liệu của phòng quốc an, nếu như tin tức người này có trong kho tài liệu thì có thể thông qua kỹ thuật máy tính mà tìm ra hắn. Trương Bích Quân gật đầu, kỹ thuật viên bắt đầu tiến hành so sánh đối chiếu, màn hình máy tính trước mặt nhấp nháy liên tục, Trương Dương nhìn mà hoa cả mắt, hắn lùi lại một bước. Trương Bích Quân nói, cậu đang vượt quyền đấy, hệ thống công an chắc chắn không vui khi cậu nhúng tay vào chuyện của họ. Trương Dương nói, Khương Lượng là bạn tốt nhất của tôi, tôi không tin một chút nào vào hiệu suất làm việc của công an. Trương Bích Quân mỉm cười, phần tử buôn ma túy ở Đông Giang rất hung hãn. Trương Dương nói, Khương Lượng đặc biệt được điều đến Đông Giang để phụ trách án ma túy, bây giờ nội bộ công an nghi ngờ đây không phải là ngẫu nhiên, mà là một cuộc báo thù. Trương Bích Quân nói, cậu ấy đắc tội với ai? Ai muốn báo thù cậu ấy? Trương Dương đang chuẩn bị nói thì màn hình máy tính đột nhiên dừng lại, kỹ thuật viên vui mừng nói, tìm thấy rồi. Trương Dương bước lại gần, thì nhìn thấy trên máy tính hiện ra một bức ảnh của một người đàn ông trung niên, khoảng 40 tuổi, tóc bằng chỉ nhìn bức ảnh không thể nhìn ra được đặc trưng gì quá lớn. Kỹ thuật viên nói, đặc trưng khuôn mặt phù hợp, người này tên là Lâm Quang Lược, là một sát thủ chuyên nghiệp, trước đây là đặc chủng binh, làm phục dịch 5 năm ở quân khu Tân Cương, sau này vì vi phạm quân kỷ mà bị cưỡng chế giải ngũ, năm đó đã gây ra hai vụ án giết người, nhưng đều trốn thoát, đang là yếu pháp mà quốc gia đang truy nã. Trương Bích Quân nói, hiển thị toàn bộ tư liệu về hắn chương 1263, cầu thân 1. Kỹ thuật viên nháy chuột hai cái, tất cả những tư liệu liên quan đến lâm quang lượng đều được hiển thị ra màn hình máy tính. Trương Dương Thán Phục nói, đúng là bộ phận kỹ thuật của quốc an lợi hại, tư liệu thật toàn diện. Trương Bích Quân nói, vẫn là thông qua kho tài liệu của nội bộ hệ thống công an, có điều bọn họ không có hệ thống đối chiếu tiên tiến như của chúng tôi. Trương Dương nói, có thể tìm ra địa chỉ của hắn không? Trương Bích Quân lắc đầu nói, Người này vô gia cư, hơn nữa còn từng là đặc chủng binh, có năng lực phản trinh sát nhất định. Trong lúc Trương Đại Quan Nhân đang bận rộn tra ra hung thủ sát hại Khương Lược, thì công tác điều tra của hệ thống công an cũng có được tiến triển, bọn họ đã bắt được nghi phạm án giấu ma túy trong gỗ Kỳ Phong, Kỳ Phong bị bắt ở Vân Nam. Lúc đó, gã đang phóng đãng với cô bạn gái mới quen trong khách sạn, công an địa phương tìm được manh mối liền bất ngờ xuất hiện ở trong phòng gã như thiên binh thần tướng, tóm gọn được Kỳ Phong. Kỳ Sơn nhận được tin được tin em mình bị bắt sau một ngày, Kỳ Phong đang trên đường áp giải về Đông Giang, Bàng Thanh Sơn thông báo tin tức này cho Kỳ Sơn qua điện thoại, Kỳ Sơn khi nhận được tin này thì hai chân lập tức mềm nhũn ra, suýt ngã quỵ xuống đất, một lúc sau hắn mới từ từ bình tĩnh lại, không phải là đã bảo cậu phải luôn đi theo Tiểu Phong sao? Tại sao lại xảy ra chuyện này? Bàng Thanh Sơn nói, nó ra ngoài gặp bạn gái, không nói gì với em. Nó quen bạn gái bao giờ? sao tôi chưa từng nghe cậu nhắc đến bàng thanh sơn nói sau khi đến vân nam thì quen cũng chưa được mấy ngày vốn kim tiên sinh sắp xếp cho chúng em ngày kia sẽ xuất cảnh cho nên nó muốn tạm biệt cô bạn gái đó không ngờ lại bị công an tóm được kỳ sơn tức giận nói tên khốn kiếp không biết phân nặng nhẹ bàng thanh long nói kim tiên sinh đã giúp chúng ta điều tra việc này tiểu phong là bị người ta báo kỳ sơn nói cha ra ai làm giết chết hắn Bàng Thanh Sơn đáp một tiếng. Kỳ Sơn cúp điện thoại, nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau khi được sự cho phép của y, ngũ ca từ bên ngoài bước vào, gã thấp giọng nói, ông chủ, đã chứng thực rồi, tiểu phong giờ đã rơi vào tay công an, đang trên đường về Đông Giang. Kỳ Sơn thở dài nói, đã trở thành định cục rồi. Ngũ ca nói, chuyện của tiểu phong có thể sẽ ảnh hưởng đến anh, phía cảnh sát sẽ hoài nghi chúng ta. Kỳ Sơn nói, vụ án giấu ma túy trong gỗ không phải do Tiểu Phong làm, bọn họ thiếu chứng cứ. Ngũ ca nói, điều lo nhất bây giờ là chỉ sợ Tiểu Phong nói những lời không nên nói. Kỳ Sơn hiểu ngũ ca đang lo lắng điều gì, những năm lại đây, em trai hiểu rất rõ những việc làm ăn của bọn họ, nếu như Kỳ Phong nói hết nội tình cho cảnh sát vậy thì y cũng sẽ gặp nguy hiểm. Kỳ Sơn dung lực lắc đầu nói Tiểu Phong miệng rất kín, nó sẽ không nói. Ngũ ca nói, tốt nhất vẫn nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, phía cảnh sát chắc chắn sẽ tìm chúng ta để trợ giúp điều tra. Kỳ Sơn sớm đã có tâm lý chuẩn bị đối với việc công an tìm đến mình, người truyền gọi gã là Phó Sở trưởng Sở Công an Vinh Bằng Phi, Kỳ Sơn là một thương nhân thành công, có địa vị nhất định trong xã hội, hơn nữa cậu của gã là thị trường thành phố Đông Giang Phương Chi Đạt. Trước khi có bằng chứng xác thực thì Vinh Bằng Phi cũng chỉ có thể dùng cái cớ trợ giúp điều tra, nên thái độ vẫn rất khách khí với gã. Vinh bằng phi nói thẳng với Kỳ Sơn, "Kỳ tổng, hôm nay tôi đến tìm anh là để nói với anh một chuyện." Kỳ Sơn đã đoán được chuyện này có liên quan đến em trai mình, nhưng vẻ mặt vẫn không tỏ chút thái độ nào, "Sở trưởng Vinh, có chuyện gì cứ nói thẳng với tôi, chỉ cần tôi có thể giúp nhất định sẽ toàn lực trợ giúp." Vinh bằng phi nói, "Dưới sự phối hợp của phía cảnh sát địa phương, chúng tôi đã bắt giữ thành công Kỳ Phong, bây giờ đang áp giải về Đông Giang." Sắc mặt Kỳ Sơn trở nên rất khó coi đây không phải là sự giả vờ đơn thuần, sự quan tâm của gã đối với em trai là xuất phát từ đáy lòng, Kỳ Sơn nói, nó không sao chứ. Vinh Bằng Phi nói, anh yên tâm, về mặt an toàn sẽ không có vấn đề gì, Kỳ Phong có liên quan đến vụ án trong gỗ giấu ma túy, tôi hy vọng nếu như anh có manh mối gì thì hết sức cung cấp cho chúng tôi. Kỳ Sơn nói, sở trưởng Vinh, tôi cho rằng việc này không phải là do em tôi làm, tôi từ nhỏ nhìn nó lớn lên, từ xưa đến nay chúng tôi làm ăn đều không dính một chút phi pháp nào, càng không cần nói đến ma túy. Số gỗ của Thu Hà Tự tuy có viết người giao hàng là Kỳ Sơn, nhưng nó hoàn toàn không có làm. Vinh Bằng Phi nói, giấy giao hàng là do chính cậu ta tự viết, căn cứ vào kết quả giám định chữ viết, việc này không còn nghi ngờ gì. Kỳ Sơn nói, nó bị lừa, không hề biết sự việc, hoàn toàn là do người khác hãm hại. Vinh Bằng Phi nói, nếu như cậu ta không làm thì tại sao lại phải trốn chạy? kỳ sơn nói nó không làm nhưng nó không có chứng cứ để rửa sạch tội danh cho mình việc này nếu đổi là người khác thì ai lại không sợ chứ buôn ma túy anh tưởng là chuyện trộm chó trộm gà thông thường ấy à làm không tốt sẽ bị chặt đầu đấy giọng của kỳ sơn lộ rõ sự kích động vinh bằng phi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kỳ sơn không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào y muốn phát hiện ra manh mối gì đó từ khuôn mặt của kỳ sơn nhưng dù sao rốt cuộc cũng làm cho y thất vọng biểu hiện của Kỳ Sơn không có bất kỳ sự khác thường nào, gã bây giờ chỉ giống như một người anh trai tốt quan tâm đến em của mình mà thôi. Vinh Bằng Phi không phải là quá nghi ngờ Kỳ Sơn, sau khi án trong gỗ giấu ma túy xảy ra, y đã bí mật tiến hành điều tra Kỳ Sơn, nhưng mọi tư liệu về Kỳ Sơn đều vô cùng sạch sẽ. Gã bình thường làm ăn đều không có vấn đề gì, không tìm được kẽ hở, nhưng Vinh Bằng Phi vẫn không hề từ bỏ sự nghi ngờ với gã. Vinh Bằng Phi nói, Kỳ Phong bây giờ không chỉ là liên quan đến án buôn ma túy, mà việc hai ngày trước có một cảnh sát bị giết anh biết không? Kỳ Sơn nói, Sở trưởng Vinh, tôi không hiểu anh có ý gì. Vinh Bằng Phi nói, căn cứ vào sự điều tra trước mắt của chúng tôi, viên cảnh sát bị giết rất có thể là một vụ báo thù, trước khi anh ấy bị giết có phụ trách án ma túy giấu trong gỗ, cũng chính là nói, Kỳ Phong bị hiểm nghi trong vụ án này. Kỳ Sơn nói, Sở trưởng Vinh, Phương pháp phá án của công an các anh lẽ nào chính là sự đương nhiên? Em trai tôi đang ở Vân Nam, viên cảnh sát của các anh chết ở Đông Giang, lẽ nào cũng cần phải hoài nghi Kỳ Sơn? Vinh bằng phi lệnh lùng nói, có rất nhiều trường hợp giết người chưa chắc cần đích thân ra tay. Kỳ Sơn nói, dựa theo logic của các anh thì tôi cũng đáng nghi, tôi là anh trai của Kỳ Phong, tại sao anh không nói là do tôi vẽ ra hết kế hoạch, tất cả mọi chuyện là do tôi sai khiến Kỳ Phong? Vinh Bằng Phi vẫn nhìn thẳng vào mắt Kỳ Sơn, trên lý thuyết thì không loại trừ khả năng này, nhưng trước mắt tôi chưa tìm ra chứng cứ gì ủng hộ cho khả năng này. Kỳ Sơn không hề sợ hãi nhìn thẳng vào Vinh Bằng Phi, phong cách phá án của cảnh sát các anh tôi biết rõ các anh căn bản không cần bằng chứng chứng minh người khác phạm tội, các anh quá thích dựa vào ý kiến chủ quan của mình để hành sự, đã có người bị tình nghi thì sẽ bắt lại, để cho người bị tình nghi tự chứng minh mình vô tội. Vinh Bằng Phi tức giận nói, nói hồ đồ, Chúng tôi chú trọng chứng cứ xác thực, sẽ không đổ oan cho người tốt, cũng sẽ không buông tha cho một kẻ xấu. Cửa phòng gõ nhẹ, Vinh Bằng Phi nhăn mày lại, rõ ràng không vui vẻ khi người khác lại làm phiền bọn họ nói chuyện vào đúng lúc này. Người bước vào là trợ thủ của y Trần Lập Vĩ, Trần Lập Vĩ nhìn thấy Kỳ Sơn, bất giác ngẩn ra, sau đó nhanh chóng bước lại bên cạnh Vinh Bằng Phi, ghé sát tai thấp giọng nói mấy câu, khuôn mặt Vinh Bằng Phi lập tức biến sắc, ánh mắt của y vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Im lặng một lúc lâu mới nhẹ nhàng xua tay, bảo Trần Lập Vĩ ra ngoài trước. Trần Lập Vĩ sau khi ra ngoài đóng chặt cửa lại, Kỳ Sơn để ý thấy ánh mắt Vinh Bằng phi nhìn về phía mình mang theo sự đồng cảm và bất lực, trái tim Kỳ Sơn như bị một bàn tay vô hình nắm chặt lại, làm cho hắn cảm thấy một thở nặng nề, Kỳ Sơn đã nhận thức được một dự cảm không tốt lành. Những lời tiếp theo của Vinh Bằng phi đã chứng minh sự suy đoán của gã, "Kỳ tổng, tôi rất tiếc khi phải nói với anh chuyện này." chiếc xe áp giải kỳ phong đã gặp nạn ở phạm vi tỉnh vân an đâm vào hàng rào chắn và rơi xuống sông đại thanh năm người trong xe bao gồm cả kỳ phong đều gặp nạn ngữ khí của vinh bằng phi trầm xuống ngưng trọng kết quả này đối với gã mà nói quá là đột ngột cũng quá tàn khốc manh mối vừa mới tìm được toàn bộ đều bị đứt đoạn kỳ sơn nói anh nói là em trai tôi chết rồi mắt gã đỏ lên vinh bằng phi mím môi có chút thông cảm nhìn kỳ sơn vừa nãy y còn tin tưởng chắc nịch rằng có thể bảo đảm sự an toàn cho Kỳ Phong, nhưng bây giờ lại chỉ có thể truyền đến tin tức Kỳ Phong mất mạng. Vinh Bằng Phi nói, hiện trường đang trong quá trình trục vớt, đã vớt được ba thi thể, đã xác nhận thân phận của Kỳ Phong. chương 1264, Cầu Thân 2 Hai tay Kỳ Sơn nắm chặt lại, ý thức của gã trong nhất thời như bay ra khỏi thân thể gã, sau một khoảng thời gian trống rỗng, Kỳ Sơn gật gật đầu, miệng lầm bam nơ, em trai tôi chết rồi, gã đứng dậy, dùng lực đứng thẳng người, đi ra ngoài. Vinh Bằng Phi nhìn theo tấm lưng của Kỳ Sơn, nhưng lại không hề ngăn cản gã. Kỳ Sơn ngồi vào xe của mình, ngũ ca phía trước thấp giọng nói, sao thế? Tiểu Phong chết rồi, khi nói câu này, Kỳ Sơn cảm thấy có hai hàng nước mắt lạnh bốt chảy dài trên má. Năm 1997 là một năm mà hàng dãy bi kịch bắt đầu, Trương Dương Tuy đã thông qua sự trợ giúp của phòng kỹ thuật quốc an bước đầu đã xác định được nghi phạm giết hại Khương Lược, nhưng con người Lâm Quang Minh này như một kẻ vô hình, không thể tìm được bất kỳ một tin tức nào về hắn. Vụ tai nạn dẫn đến cái chết của Kỳ Phong qua sự điều tra của cảnh sát đã chứng minh được đây không phải là sự cố, khi xe đang đi thì gặp phải một chiếc xe chưa xác định được đâm từ bên cạnh, làm chiếc xe mất lái đâm vào hàng rào chắn và rơi xuống sông. Đau thương vẫn chưa hết, nhưng trên các phố lớn ngõ nhỏ thỉnh thoảng lại vang lên tiếng pháo đón năm mới, trước Tết, người nhà Trương Dương đặc biệt đích thân đến Đông Giang, mục đích là để cầu thân với Tống gia. Sở Yên Nhiên cũng từ Mỹ về, tập đoàn tài chính Benin đã đi vào quỹ đạo, sự nghiệp đang phát triển tốt, chuyện tình cảm của cô và Trương Dương sau những sóng gió cuối cùng đã đến mùa thu hoạch. Buổi chiều nay, Trương Dương đến sân bay đón Sở Yên Nhiên trước, rồi lại cùng cô ấy đến ga xe lửa đón bố mẹ. Từ Lập Hoa và Triệu Thiết Sinh đều rất vui mừng, người vui tinh thần sảng khoái, Trương Dương cuối cùng cũng đã đến lúc nói chuyện hôn nhân, sở yên nhiên xinh đẹp mỹ miều, sự nghiệp thành công, hơn nữa cha của cô ấy còn là bí thư tỉnh ủy tỉnh Bình Hải, đối với Triệu Gia mà nói, mối hôn sự này quả thật có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trương Dương nhận hành lý từ tay Triệu Thiết Sinh đặt vào trong cốp xe, cười nói chú Triệu, mấy anh trai con không đến sao? Triệu Thiết Sinh cười nói, bọn chúng cũng muốn đến, nhưng ta không cho đi theo. Triệu thiết sinh không tin tưởng hai đứa con trai của mình, sợ chúng đến không may làm hỏng chuyện của Trương Dương. Từ lập hoa nắm lấy tay sở yên nhiên, càng nhìn càng thấy thích, không ngừng cười, sở yên nhiên bị mẹ chồng tương lại nhìn như vậy cảm thấy rất ngại ngùng. Trương Dương nói, mẹ, chẳng ai lại nhìn người ta như mẹ cả, yên nhiên ngại rồi kìa. Từ lập hoa nói, mẹ nhìn con dâu của mẹ liên quan gì đến con chứ? Bà nắm tay sở yên nhiên nói, yên nhiên, lại gầy đi rồi sở yên nhiên nhỏ tiếng nói đâu có chỉ đen đi một chút thôi ạ à. trương dương nói đã bảo em rồi không có chuyện gì thì đừng chạy lên cái đảo nhỏ đấy nữa gió biển thổi mạnh tia tử ngoại thì nhiều không đen mới lạ sở yên nhiên chừng mắt nhìn hắn nói anh chê em rồi trương dương cười nói có điều anh không cảm thấy em đen từ lập hoa vỗ vào đầu hắn một cái nói mình thì đã đen như cục than mà còn nói người ta sở yên nhiên cười khanh khách, cô nắm lấy cánh tay từ lập hoa nói, gì à, đi thôi, cha con đang đợi ở nhà rồi. Thời gian này Tống Hoài Minh thường về nhà rất muộn, vừa mới tiếp nhận toàn bộ công tác Bình Hải, ông không những cần làm ổn định thái độ của thành viên trong tổ chức lãnh đạo mà còn cần có sự kết nối làm quen mọi mặt với tỉnh trưởng mới Chu Hương Dân mới đến. Chu Hương Dân vừa mới đến Bình Hải, biểu hiện vẫn tương đối khiêm tốn, miệng luôn nói muốn nhận Tống Hoài Minh làm thầy, đối với việc ở Bình Hải không hề phát biểu ý kiến gì, thực ra đối với mỗi một người mới đến đều như vậy, lúc đầu đến quý địa. Việc đầu tiên phải làm là quan sát và tìm hiểu tình hình, trước khi chưa biết gì, ai cũng sẽ không dám khinh suất manh động. Vì việc cả nhà Trương Dương đến cầu thân, nên hôm nay Tống Hoài Minh đặc biệt trở về trước, trong nhà rất lâu không nhộn nhịp như thế này, Liễu Ngọc Doanh không khỏi oán trách Tống Hoài Minh, rốt cuộc đã bao lâu không bế con trai rồi. Tống Hoài Minh nhớ ra gần đây chỉ chú tâm tới công việc, đã quên mất sự quan tâm đối với gia đình, bất giác cảm thấy có chút tội lỗi hôm nay đương nhiên cần phải cố gắng thể hiện một chút khi vợ và bảo mẫu đang chuẩn bị thức ăn thì ông vào phòng khách chơi với tiểu khang tân liễu ngọc doanh nói vọng từ trong bếp ra hoài minh sao mẹ lần này lại không đến tống hoài minh nói mẹ gọi điện thoại nói chuyện của yên nhiên mẹ sớm đã đồng ý rồi hai này nay đang ở nhà tạ quốc trung nói là đến tết sẽ cùng cả nhà tạ quốc trung đến đông giang chúng ta đón tết liễu ngọc doanh vui vẻ nói tốt quá rồi chuông cửa vang lên, Tống Hoài Minh đưa con cho bảo mẫu, đích thân ra mở cửa, Liễu Ngọc Doanh cũng ngừng tay bước ra. Sở Yên Nhiên và Trương Dương cùng với vợ chồng Triệu Thiết Sinh xuất hiện trước cửa lớn, Trương Đại Quan Nhân miệng ngọt như đường gọi chú Tống, gì Liễu. Tống Hoài Minh mặt mày vui vẻ lên nghênh đón, bắt tay Triệu Thiết Sinh, anh chị Triệu mau vào bên trong ngồi. Triệu Thiết Sinh tuy đã từng một lần gặp Tống Hoài Minh, cũng có hiểu chút về sự bình dị thân thiết của Tống Hoài Minh, nhưng nghe nói bây giờ Tống Hoài Minh đã là bí thư tỉnh ủy, là quan cao nhất của tỉnh Bình Hải, cấp bậc người ta cao như vậy mà lại đối khách khí như thế với một công nhân bình thường như mình, Triệu Thiết Sinh thật sự có hơi sợ, nắm tay Tống Hoài Minh, ông có chút kích động, nói lời cũng không còn tự nhiên, "Tống." "Tống tỉnh trưởng, không, không bí thư Tống, xin chào." Tống Hoài Minh cười nói, "Chào mọi người, mau, mau vào trong ngồi." Ông ta không hề để tâm đến sự thất lễ của Triệu Thiết Sinh dù sao đối với một người dân bình thường mà nói khi đối mặt với lãnh đạo khó tránh khỏi sẽ có chút lo lắng. Tuy Tống Hoài Minh tự cho rằng mình không có ra vẻ quan, nhưng quan trường Trung Quốc từ cổ trí kim đã tích tụ lại căn bệnh này, đã làm cho dân chúng hình thành sự sợ hãi đối với quan viên, điểm này rất có thay đổi. Tống Hoài Minh mời cả nhà Trương Dương vào phòng khách ngồi, từ lập hoa chủ động đến bế tiểu khang tân, liên tục khen đứa bé xinh đẹp lanh lợi, còn đưa ra món quà gặp mặt đã chuẩn bị từ trước, Tống Hoài Minh không hề từ chối, ông ta sợ bất kỳ sự từ chối nào cũng có thể làm tổn thương sợ tự tôn của vợ chồng Triệu Thiết Sinh. Suy nghĩ của Tống Hoài Minh đúng là hoàn toàn chu đáo. Liễu Ngọc Doanh kêu bảo mẫu đưa Tiểu Khang Tân về phòng nghỉ, bà Đích Thân mang thức ăn lên, rồi mời cả nhà Trương Dương vào bàn. Quan hệ giữa Sở Yên Nhiên và Liễu Ngọc Doanh cũng đã dung hòa rất nhiều, cô chủ động giúp đỡ mang thức ăn lên, bước vào trong bếp, Liễu Ngọc Doanh cười nói, Yên Nhiên, ở đây không cần con, mau đi nói chuyện với bố mẹ Trương Dương đi. Sở Yên Nhiên nói, có ba con rồi, một mình gì sẽ bận lắm. Từ lập hoa nhìn Sở Yên Nhiên bận rộn, bà liền nói với Tống Hoài Minh, bí thư Tống, Yên Nhiên thật là ngoan, đẹp cả người cả nết, hiểu biết lý lẽ. Tôi thường nói với Tam Nhi nhà chúng tôi là chắc là do phúc khí tu được từ kiếp trước mới có thể làm cho Yên Nhiên để mắt tới nó. Tống Hoài Minh cười ha ha, đại ca đại tẩu, thực ra ai mà lại không yêu con cái nhà mình chứ? Trong mắt chúng ta, Quyết điểm của con cái cũng chính là điểm đáng yêu khó mà nói ra. Triệu Thiết Sinh gật đầu. Trương Dương mở bình rượu mau đài, rót rượu cho Tống Hoài Minh, Tống Hoài Minh nói, rót cho cha con trước đi. Tuy chỉ là một cử động rất nhỏ, nhưng đã thể hiện đầy đủ sự tôn trọng của Tống Hoài Minh với vợ chồng Triệu Thiết Sinh. Triệu Thiết Sinh bất ghi ác nhớ tới cha mẹ của Triệu Dũng, người mà ức hiếp người quá đáng. Tống Hoài Minh là bí thư tỉnh ủy mà người ta cũng không làm ra thế quan, đây chính là sự khác biệt. Tống Hoài Minh bê chén rượu lên nói anh, chị Triệu chào mừng anh chị đến Đông Giang làm khách, gần đây tôi bận rộn, cho nên hôm nay không đến gà đón anh chị được, thất lễ rồi, mong anh chị thông cảm. Triệu Thiết Sinh nói, bí thư Tống, anh đừng khách sáo, đại sự Bình Hải nhiều như vậy đều phải do anh chăm lo, thời gian của anh là quý báu. Triệu Thiết Sinh lúc này mới chấn tĩnh lại, nói lời cũng không bị lắp bắp nữa. Tống Hoài Minh nói, đều là người trong nhà đừng khách sáo, anh Triệu, anh cứ gọi tôi là Hoài Minh. Cho dù cho Triệu Thiết Sinh mượn thêm một lá gan ông ấy cũng không dám gọi thẳng tên của bí thư tỉnh ủy, liền cười cười bê chén rượu lên nói, "Bí thư Tống, hiệu trưởng Liễu, tôi kính hai vị." Từ Lập Hoa cũng vội vã nâng chén rượu lên. Tống Hoài Minh cười nói, "Phải là hai vợ chồng chúng tôi kính anh chị mới đúng." Bọn họ uống hết chén rượu này, Trường Dương liền rót chén khác, Triệu Thiết Sinh ăn một miếng thức ăn, vốn muốn nói gì lại quên mất từ lập hoa nhẹ đẩy ông ấy một cái, triệu thiết sinh là cha nuôi của Trương Dương, cũng là người làm chủ trong gia đình, hôm nay đến đây là vì chuyện cầu thân cho Trương Dương, triệu thiết sinh lúc này mới nhớ ra mục đích của mình, ông lại bê chén rượu lên, bí thư tống, hiệu trưởng liễu, lần này chúng tôi đến đây là muốn giúp Tam Nhi cầu thân với yên nhiên. Sở yên nhiên nghe thấy câu này liền xấu hổ cúi đầu xuống, khuôn mặt đỏ ửng lên. Trương đại quan nhân lại vui vẻ cười toát miệng ra chương 1265, cầu thân 3. Tống Hoài Minh nói, anh Triệu, Trương Dương đứa trẻ này không tồi, cá nhân tôi không có ý kiến gì, chỉ cần hai người đồng ý thì tôi đồng ý. Tên tiểu tử Trương Dương này cũng rất nhanh nhẹn, trước mặt mọi người liền nói, yên nhiên, cha em cũng nói rồi, chỉ cần em gật đầu thì hôn sự của chúng ta coi như đã định. Sở yên nhiên có chút khó xử nói, em nghe lời cha. Hai nhà đều cười lên. Tống Hoài Minh mỉm cười nói, yên nhiên, con lớn rồi, chuyện tình cảm không thể nghe theo cha được, nếu con cảm thấy Trương Dương tốt có thể phó thác cả đời thì con chọn cậu ấy, nếu như con cảm thấy trong lòng chưa chắc chắn thì tiếp tục xem xét suy nghĩ thêm mấy năm nữa. Trương Đại Quan Nhân nghe ra trong lời của Tống Hoài Minh có ý gì đó khác, lẽ nào nhạc phụ đại nhân tương lai còn có chút không yên tâm với mình. Phàm việc gì cũng phải, nhân nóng rèn sắt, lần này cả nhà đều từ Giang Thành đến cầu thân rồi, nếu như làm hỏng thì mẹ không biết sẽ thất vọng như thế nào, hắn liền lấy từ trong túi ra một hộp trang sức, một sợi dây chuyền kim cương, một chiếc nhẫn kim cương. Sở yên nhiên cũng không biết hắn có sự chuẩn bị này, sức kháng cự của phụ nữ đối với kim cương vô cùng yếu, trương đại quan nhân không nói gì cả mà đeo luôn sợi dây chuyền lên cho sở yên nhiên, sau đó lại đeo chiếc nhẫn lên ngón tay cô ấy, bất kể em có đồng ý hay không, anh cũng đã trói chặt em bằng những thứ này trước rồi. Đôi mắt sở yên nhiên đẫm nước mắt, cô nắm lấy tay Trương Dương nói, em nghe theo anh nhìn thấy con gái vui vẻ hạnh phúc như vậy tống hoài minh đương nhiên cảm thấy vui mừng tuy ông biết tên tiểu tử trương dương này có chút không định tính nhưng ông cũng không thể phủ nhận được trương dương là một trong những người nổi bật xuất chúng trong giới trẻ ngày nay con gái luôn một lòng một giả với trương dương nhiều năm như vậy rồi tuy có bao nhiêu sóng gió nhưng tình cảm đối với hắn chưa từng thay đổi tống hoài minh cười nói yên nhiên nếu như con đã lựa chọn trương dương thì sau này sẽ phải chăm sóc tốt cho cậu ấy càng phải hiếu kính cha mẹ của cậu ấy hiểu chưa sở yên nhiên gật đầu từ lập hoa hạnh phúc đến mắt đỏ cả lên bà nói với trương dương tam nhi sau này con không được ức hiếp yên nhiên đâu đấy nhé nếu còn bắt nạt nó mẹ sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với con trương đại quan nhân làm mặt khổ nói mẹ mẹ không cần phải nhẫn tâm thế chứ từ lập hoa nắm chặt lấy tay sở yên nhiên nói tóm lại sau này mẹ chắc chắn sẽ đối tốt với yên nhiên hơn con từ Lập Hoa không có trang sức quý giá gì, liền đưa chiếc vòng vàng duy nhất của mình tặng cho Sở Yên Nhiên, tuy giá trị của chiếc vòng này không thể so sánh với đồ kim cương mà Trương Dương tặng, nhưng dù sao cũng là tấm lòng của lão nhân gia. Chuyện tiếp theo là do Triệu Thiết Sinh ra mặt, theo như quy tắc bọn họ cũng đã tặng lễ phẩm, xin ngày sinh bát tự của Sở Yên Nhiên, đây là để tìm người xem ngày, tranh thủ trong năm tổ chức luôn hôn sự. Sở Yên Nhiên hạnh phúc đến cực điểm. Liễu Ngọc Xoanh nhìn ra giá trị liên thành của trang sức mà Trương Dương tặng cho sở yên nhiên, bất giác phải nhìn kỹ lại mấy lần. Sau bức cơm tối, mọi người cùng ngồi uống trà trong phòng khách, Tống Hoài Minh gọi Trương Dương vào trong phòng sách, nói là muốn tặng hắn một món quà. Trương Dương lại ngầm đoán được Trương Dương có lời muốn nói riêng với mình, hắn đi theo Tống Hoài Minh vào phòng sách, Tống Hoài Minh kéo ngăn kéo ra, lấy một chiếc hộp từ trong ra, đưa cho Trương Dương nói, mở ra xem đi. Trương Dương mở hộp ra xem, bên trong có một chiếc trận giấy xanh điêu khắc tinh túy hình vẽ phong cách cổ xưa vừa nhìn là biết đã có niên đại lâu đời tống hoài minh nói đây là thứ mà ta đã mua khi còn trẻ lúc làm việc ở trong huyện nghe nói là đồ triều tùy con thích viết chữ cái này tặng con trương dương cười nói cảm ơn chú tống tống hoài minh nói gần đây công việc thế nào trương dương nói vẫn như trước có điều cao tầng bình hải gần đây biến động nhiều trong lòng mọi người đều không phải là ổn định lắm tống hoài minh cười nói có liên quan gì đến con trương dương nói có quan hệ chứ chú nghĩ xem con hiện giờ đang nghiêm khắc với bản thân vạn nhất làm sai chuyện gì không phải là sẽ làm chú mất mặt sao tống hoài minh mỉm cười nói sao thế ta làm con cảm thấy áp lực à trương dương không thừa nhận cũng không phủ nhận chỉ cười cười tống hoài minh nói không cần phải có bất kỳ ý nghĩ trách nhiệm nào con chỉ cần cố gắng làm tốt công việc của mình không cần phải để ý những chuyện xung quanh. Trương Dương nói, chú Tống, chú yên tâm, sau này con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho yên nhiên. Hắn vừa tìm được cơ hội để đảm bảo với Tống Hoài Minh. Tống Hoài Minh nói, ta hy vọng có thể nhìn thấy các con sống cả đời yêu thương lẫn nhau, đối xử tốt với một người cả một đời rất dễ dàng, nhưng yêu cả một đời lại rất khó, ta tin con có thể cho yên nhiên hạnh phúc, ta hy vọng nhất định con nhất định sẽ mang hạnh phúc lại cho nó. Trương Đại Quan Nhân gật mạnh đầu, Tống Hoài Minh nói, cha nghe nói con đã từng tặng bí thư kiều một bức, lậu thất minh. Trương Dương thầm than khổ, vốn tưởng rằng chuyện này đã qua rồi, nhưng cuối cùng vẫn chuyển đến tai Tống Hoài Minh, thực ra nghĩ lại cũng thấy kỳ lạ, Lưu Nhạn Hồng và Tống Hoài Minh rốt cuộc có quan hệ gì, hai người này chẳng nhẽ có tình bạn vạn năm sao. Trước mặt Tống Hoài Minh Trương Dương đương nhiên không dám nói dối, hắn gật đầu nói, bí thư kiều thích thư pháp, vừa hay Hoàng Nhàn Vân tặng con một bức tranh chữ, cho nên con đã tặng ông ý chỉ là không ngờ lại có người báo chuyện này đến kỷ ủy tống hoài minh nói con có biết nếu như chuyện này bị truy cứu tiếp thì con sẽ gặp phiền phức lớn lắm không trương dương nói bây giờ thì con biết rồi nhưng không nên làm thì con cũng đã làm rồi con chỉ buồn bực rốt cuộc là ai đã tố cáo con tống hoài minh nói có quan trọng không trương dương nói con đã từng nghi ngờ là diêm quốc đào nhưng nữ thực chứng minh không phải là y sau này con phát hiện ra bức tranh chữ trong phòng sách Bí Thư Kiều là tác phẩm của y, cho nên con mới nghĩ đến Bí Thư Kiều. Những lời này hắn chưa từng nói với Tống Hoài Minh, bây giờ hôn sự của hắn và Sở Yên Nhiên đã định, nói cách khác, Tống Hoài Minh đã là nhạc phụ của hắn, cho nên Trương Dương không còn kiêng kỵ. Tống Hoài Minh đương nhiên rõ ý của Trương Dương, ông cười nói, Trương Dương, có những chuyện không cần phí sức lực để nghĩ, càng không cần phải truy đến cùng, Sống trên thế giới này hồ đồ một chút chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Chương 1266, phải đối mặt một. Trương đại quan nghiền ngẫm đi nghiền ngẫm lại câu nói này của Tống Hoài Minh, cứ cảm thấy ý vị thâm trường, sống trên đời hồ đồ một chút chưa chắc đã không phải chuyện tốt, những lời này không nên nói ra từ trong miệng bí thư tỉnh ủy, chẳng lẽ Tống Hoài Minh có thái độ giả bộ hồ đồ với chính mình sao? Trương đại quan càng nghĩ đến chuyện này trong lòng hắn càng trở nên khó chịu. Nếu như để Tống Hoài Minh biết chút chuyện này của hắn, hắn sao có thể tha thứ chính mình? Có điều nghĩ đến việc cầu hôn tối nay rất thuận lợi, nhạc phụ đại nhân tương lai có lẽ không hiểu hắn như vậy. May mà Tống Hoài Minh cũng không tiếp tục nói về đề tài này, lập tức cùng Trương Dương đi tới dưới lầu, là chủ nhân y không thể để vợ chồng Triệu Thiết Sinh cảm thấy mình chậm chạp. Mặc dù là một vài việc nhỏ, nhưng từ những việc nhỏ đối xử với mọi người này có thể nhìn ra tấm lòng của Tống Hoài Minh, Triệu Thiết Sinh và Từ Lập Hoa vô cùng kính trọng vị thông gia này, buổi tối hôm đó hai nhà nói chuyện cũng rất hòa hợp, đến 8 giờ, cả nhà Trương Dương đứng dậy cáo từ, thời gian của Tống Hoài Minh rất quý giá, họ cũng rất ngại làm phiền nhiều. Vợ chồng Tống Hoài Minh đưa gia đình họ đến ngoài cửa, Triệu Thiết Sinh dù thế nào cũng không để cho họ tiến nhiều, Tống Hoài Minh bảo con gái tiến gia đình Trương Dương đến bãi đỗ xe. Triệu Thiết Sinh và Từ Lập Hoa đi ở phía trước, Trương Dương và Sở Yên Nhiên theo ở phía sau. Sở Yên Nhiên chủ động nắm tay Trương Dương và nói, "Tết năm nay bà ngoại em sẽ đến Đông Giang." Trương Dương gật đầu, hắn nhẹ nhàng nói, "Mấy ngày nay không có chuyện gì, anh nghĩ hay là chúng ta đi kinh thành một chuyến trước, kết hôn là chuyện lớn như thế này dù gì cũng phải cho cha nuôi mẹ nuôi của anh biết." Sở Yên Nhiên nói, "Được, vậy thì ngày mai chúng ta sẽ qua đó." Sự việc trên đời luôn trùng hợp như vậy, khi họ rời đi, vừa vặn gặp hai vợ chồng bí thư chính pháp ủy của tỉnh Bình Hải Đinh Nguy Phong và Tiền Huệ Mẫn đi bộ trở về. Tiền Huệ Mẫn mới đầu cũng không nhận ra người đối diện đi tới chính là cha mẹ của Triệu Tĩnh. Nhưng Đinh Nguy Phong nhìn thấy Trương Dương trước, sau đó y liền nhận ra vợ chồng Triệu Thiết Sinh. Đinh Nguy Phong rõ ràng do dự một chút, có điều y vẫn chủ động đi lên, cười nói đây không phải cha mẹ của Triệu Tĩnh sao. Triệu Thiết Sinh và Từ Lập Hoa lúc này mới nhận ra vợ chồng Đinh Nguy Phong, mặt Triệu Thiết Sinh ngay lập tức liền sầm xuống, lần trước gặp mặt gia đình Đinh Nguy Phong bị y coi là sự sỉ nhục lớn, luôn không có gì thiện cảm đối với Đinh Gia. Từ lập hoa chỉ là một người phụ nữ của gia đình, bà ấy cũng không biết ứng phó như thế nào với trường hợp như vậy. Trương Dương và Sở Yên Nhiên dắt tay đi ra phía trước, Trương Dương cười nói, bí thư Đinh, cô Tiền, mọi người đi bộ à. Tiền Huệ Mẫn bây giờ nhận ra rồi, không ngờ trùng hợp như vậy, lại gặp phải cha mẹ của Trương Dương, bà ấy luôn kiên quyết phản đối hôn sự của con mình và triệu tính, có điều bà ấy phản đối dường như không tác dụng gì. Bây giờ con mình đã cùng Triệu Tĩnh ngầm đăng ký kết hôn rồi, nói cách khác Đinh Triệu Dũng và Triệu Tĩnh bây giờ đã là vợ chồng hợp pháp rồi, được pháp luật bảo vệ. Tiền Huệ mẫn thầm trách móc vô số lần, nhưng bây giờ thái độ của chồng cũng có chút thay đổi, ngày càng nghiêng về hướng mặc kệ nó, đã đăng ký kết hôn rồi, không thể bảo họ ly hôn được đúng không? Đinh Huy Phong chủ động bắt chuyện với hai vợ chồng Triệu Thiết Sinh, nhưng người ta vẫn không để ý đến y, Đinh Nguy Phong chẳng khác gặp từ chối, nét mặt già nua không khỏi có chút nóng dần lên, may là Trương Dương ở đây, vợ chồng Đinh Nguy Phong không quen sở yên nhiên, Trương Dương giới thiệu sở yên nhiên cho họ, Đinh Nguy Phong cười nói yên nhiên, lần trước cháu từ nước Mỹ trở về, chú đã muốn gặp mặt cháu, đáng tiếc luôn không có cơ hội, mấy ngày nữa chú mời cả nhà cháu đến ăn cơm. Sở yên nhiên cười nói, chú Đinh khách khí rồi, chúng cháu và Triệu Dũng đều là bạn tốt, sau này tất cả mọi người là người một nhà, không cần khách khí đinh nguy phong cười ánh mắt nhìn triệu thiết sinh triệu thiết sinh đã sớm xoay mặt đi rồi từ lập hoa dù sao cũng nhớ con gái và đinh triệu dũng bây giờ đã ngầm đăng ký kết hôn bà ấy miễn cưỡng cười với đinh nguy phong đinh nguy phong nói anh chị chúng ta đã gặp nhau đi vào nhà tôi ngồi chơi đi triệu thiết sinh hừ một tiếng nói không dám cánh cửa đinh ra các anh rất cao chúng tôi không trèo vào nổi y nói xong cúi đầu bỏ đi Đinh Nguy Phong bị bơ ở đó thật là khó xử, thật ra hôm nay Đinh Nguy Phong không có khuyết điểm gì, y chủ động chào hỏi vợ chồng Triệu Thiết Sinh, lại còn mời họ đi vào trong nhà ngồi chơi, tất cả điều này đều tỏ vẻ Đinh Nguy Phong bắt đầu nhượng bộ, cố gắng hòa hoãn quan hệ của hai nhà, đáng tiếc Triệu Thiết Sinh không hề cảm kích. Gương mặt của Tiền Huệ Mẫn đã tức đến độ xanh mét, bà ta tiến lên kéo Đinh Nguy Phong, cố nén không nói ra những lời không tốt. Từ lập hoa lần này xấu hổ rồi, bà ấy cười nói, bí thư Đinh, ông đừng để ý lão triệu nhà chúng tôi tính xấu vậy đó xin lỗi ông bà vội vàng đuổi theo triệu thiết sinh trương dương nhìn thấy sắc mặt của hai vợ chồng đinh nguy phong trong lòng vừa buồn cười vừa bực mình từ tận đáy lòng hắn không muốn gặp hai vợ chồng đinh nguy phong nhưng suy nghĩ đến quan hệ của triệu tĩnh và cùng đinh triệu dũng cũng không thể khiến sự trở nên quá cứng nhắc hắn cười nói chú đinh hôm nào có cơ hội cùng nhau ngồi uống nước đi cháu nghĩ rằng hai nhà chúng ta có lẽ nên nói chuyện đàng hoàng đinh nguy phong gật đầu sau khi trương dương và sở yên nhiên rời đi tiền huệ mẫn kéo đinh nguy phong về nhìn thấy trương dương đi xa rồi bà ta tức đến độ véo một cái rõ đau vào tay đinh nguy phong trách móc ông làm gì vậy hả ông không cần thể diện tôi còn cần đây đinh nguy phong cười khổ nói nói cái gì vậy tiền huệ mẫn tức giận nói ông cũng không bận tâm đến thân phận của mình người khác cũng không để ý đến ông mà ông còn có thể cười được Đinh Nguy Phong thở dài nói, về nhà tính sau. Sở Yên Nhiên tiến gia đình Trương Dương đến bãi đỗ xe rồi mới lưu luyến từ biệt Trương Dương, lúc sắp chia tay, cô nhỏ giọng nói với Trương Dương, em nhớ anh. Trương Đại Quan nhẹ nhàng an ủi nói, ngày mai chúng ta cùng đi Kinh Thành. Hắn nói thầm với Sở Yên Nhiên, hay là, tối nay em để cửa sổ cho anh. Sở Yên Nhiên mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, anh cứ ở cùng bác trai bác gái đi, chúng ta có rất nhiều cơ hội ở cùng nhau. Trương Dương xoa gương mặt xinh đẹp mềm mại của cô ấy, rồi mới lên xe ô tô. Trương Dương dẫn cha mẹ trở lại biệt thự của Lương Thành Long cho hắn mượn, trên đường Triệu Tính gọi điện thoại đến, hỏi buổi tối cha mẹ đang ở đâu, Trương Dương bảo cô ấy và cùng Đinh Triệu Dũng trực tiếp đi tới biệt thự. Triệu Thiết Sinh vẫn đang hơi tức giận vì việc vừa rồi, y tức giận nói, bảo nó tới làm gì? Vẫn chưa kết hôn, đã ở cùng một chỗ, còn ra thể thống gì? Từ Lập Hoa thở dài nói, lão Triệu ông không thể bớt tranh cãi sao, chúng nó đều đã đăng ký kết hôn, về mặt pháp luật chính là vợ chồng hợp pháp. Triệu Thiết Sinh tức giận nói, vợ chồng hợp pháp cái gì? Đinh ra căn bản là không đồng ý, người ta xem thường chúng ta. Tôi không rõ, tại sao nhất định phải gả cho Đinh ra họ. Trương Dương cười nói, tôi thấy, chuyện này mọi người đều không quản nổi, mẹ con nói đúng, đăng ký kết hôn là đã trở thành vợ chồng hợp pháp. Thật ra mới vừa rồi con thấy bí thư Đinh cũng có ý hỏa hoãn quan hệ, triệu thiết sinh nói ông ta biết tốt bụng như vậy trương dương nói mặc kệ ông ta có động cơ gì nhưng hai nhà chúng ta không thể luôn cứng nhắc như vậy đúng không chúng ta không sao cả cho dù không qua lại cùng đinh gia cũng không sao đinh nguy phong quan lớn đến mấy chúng ta cũng không dựa vào ông ta ăn cơm nhưng tiểu tính không như vậy nó và đinh triệu dũng kết hôn sớm muộn gì cũng phải đối mặt với đinh gia chú triệu mẹ tận đáy lòng mọi người vẫn thương tiểu tính còn có thể nhận ra, mọi người tức giận vẫn là bởi vì nghĩ rằng tiểu tĩnh chịu thiệt thòi. Triệu thiết sinh trầm mặc hẳn đi, hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, y móc ra một bao thuốc lá, lại bị từ lập hoa đoạt lấy, không muốn để cho y hút thuốc lá ở trong xe của Trương Dương. Trương Dương nói, không nói chuyện đinh ra nữa, Triệu Dũng rất tốt, thật tâm với tiểu tĩnh, mặc kệ mọi người thấy thế nào, còn nghĩ rằng đinh Triệu Dũng đáng để tiểu tĩnh phó thác cả đời. Từ lập hoa nói, mẹ cũng không nói triệu dũng không tốt, nhưng... Trương Dương nói, con trước kia cũng rất tức giận, với thái độ mẹ triệu dũng, cũng không thể đem tiểu tính gả đến nhà bọn họ, nhưng bây giờ nghĩ lại, tình cảm của họ vẫn phải chính bọn nó làm chủ, chúng ta dù là ai cũng không thể quyết định thay họ. Triệu Thiết Sinh thấp giọng nói, đều là người làm quan lớn tại sao tranh lệch lớn như vậy chứ? Cha của Yên Nhiên là người đứng đầu của Bình Hải chúng ta, con xem người ta, một chút cũng không kiêu ngạo, Người ta như vậy thì mới là tấm lòng rộng mở, người ta mới là thật lòng yêu quý con gái. Trương Dương nói, chúng ta không thể ép buộc mỗi người đều phải giống nhau, ai mà không chút ý nghĩ ích kỷ Từ Lập Hoa nói, con trai ba, chúng ta biết, chuyện của Tiểu Tính và Triệu Dũng, chúng ta không phản đối, chỉ cần họ có thể sống tốt, chúng ta đã hài lòng rồi. Ninh Triệu Dũng và Triệu Tính tới biệt thự trước họ, khi Trương Dương lái xe dẫn cha mẹ đến, hai người đều đã đứng ở bên ngoài chờ nhìn thấy mẹ triệu tính cười ra đón mẹ từ lập hoa nắm tay con gái gật đầu liên tục không biết vì sao vành mắt đỏ lên ninh triệu dũng đi tới trước mặt triệu thiết sinh cung kính gọi một tiếng chú triệu có thể là bởi vì trương dương làm công tác ở trên đường lần này phản ứng của triệu thiết sinh không kích động như vậy nữa y ừng một tiếng gật đầu nói tới rồi trương dương mở cửa mời tất cả mọi người vào ninh triệu dũng không đến tay không mang theo hai cây thuốc lá, bốn bình rượu ngon, gã cũng biết Triệu Thiết Sinh có ý kiến đối với chính mình, cho nên nghĩ hết biện pháp lấy lòng vị nhạc phụ đại nhân này. Triệu Thiết Sinh bởi vì buổi tối uống chút rượu ở Tống Gia, cho nên nói chuyện cũng khá trực tiếp, nhận lấy trà của con gái đưa đến uống một hơi nói, Triệu Dũng, các cậu dự định lúc nào kết hôn? Đinh Triệu Dũng nói, mùng một tháng năm năm nay, đang muốn trưng cầu ý kiến mọi người đây. Triệu Thiết Sinh nói, cha mẹ cậu đồng ý sao? Một câu nói làm Đinh Triệu Dũng ngớ người, gã cắn cắn môi nói, chú Triệu, chuyện này cháu sẽ giải quyết. Triệu Thiết Sinh nói, kết hôn mặc dù là sự việc của hai người, nhưng dù sao cũng liên quan đến cha mẹ của hai nhà, đã muốn cả đời ở cùng nhau, cũng đừng để mọi người khó coi, mọi người vui vẻ là tốt rồi, điều có thể nói rõ ràng vẫn nên nói rõ ràng. Đinh Triệu Dũng gật đầu. Triệu Tính nói, cha, Triệu Dũng rất tốt với con. Triệu Thiết Sinh nói, Tiểu Tính tối nay ta và mẹ con đến nhà bí thư tống cầu hôn cho anh trai con, chuyện này đã quyết định, dựa theo quy củ của quê quán chúng ta, anh trai vẫn chưa kết hôn, con không thể lấy trước. Trương Dương nghe ra Triệu Thiết Sinh vẫn đang cho gây khó dễ hai vợ chồng họ, lại đem chính mình ra làm lý do, Trương Dương cười nói, thời đại nào rồi, ai còn nói cái quy củ này nữa, con và Yên Nhiên năm nay cử hành hôn lễ cũng được, có điều chúng con có lẽ phải đi đăng ký trước đã, Yên Nhiên là quốc tịch Mỹ, thủ tục kết hôn của chúng con có thể hơi phiền toái chút, không thể để tiểu tĩnh trở thành bà già chứ. chương 1267, phải đối mặt hai. Từ lập hoa cũng giúp nói, mùng một tháng năm thì mùng một tháng năm vậy, chỉ cần họ đồng ý, triệu dũng, chúng tôi bên này mặc dù không có ý kiến gì, nhưng chuyện này cần phải trưng cầu sự đồng ý của cha mẹ cậu trước, hôn nhân là đại sự cả đời, cậu nếu không tôn trọng ý kiến của họ, họ nhất định sẽ rất thương tâm. Đinh Triệu Dũng nói: "Chú Triệu, cô Từ, mọi người yên tâm, cháu nhất định sẽ cho Tiểu Tính một hôn lễ hoành tráng." Triệu Thiết Sinh và Từ Lập Hoa trò chuyện một chút rồi đứng dậy đi nghỉ ngơi. Bên trong phòng khách chỉ còn lại Đinh Triệu Dũng và hai anh em Trương Dương. Đinh Triệu Dũng thở dài nói: "Trương Dương, ba mẹ anh hình như không thích tôi." Trương Dương nói: "Cũng không phải, cũng chẳng phải bởi vì chuyện của nhà anh sao?" Đinh Triệu Dũng nói: "Tôi đã nói với cha tôi, ông bây giờ không có ý kiến gì." chỉ là mẹ tôi, trương dương nói mọi việc đều có một quá trình anh tận lực kiên nhẫn một chút tranh thủ thuyết phục bà ấy, ninh triệu dũng nói tết năm nay tôi muốn dẫn tiểu tĩnh đến nhà tôi, triệu tĩnh nói em không đi, ninh triệu dũng nói tôi đã nói qua với cha tôi ông còn đồng ý hỗ trợ làm công tác tư tưởng với mẹ tôi, trương dương nói vợ xấu cũng phải gặp cha mẹ mọi người muốn kết hôn thuận lợi phải đối mặt những khó khăn này thông qua chuyện tối nay Trương Dương nhận ra Đinh Nguy Phong vẫn có điều chuyển biến, y có thể chủ động chào hỏi cùng Triệu Thiết Sinh, đã chứng minh y đã cố gắng hòa đồng. Trương đại quan dần dần học được cái nhìn đại cục, suy nghĩ sự việc đã trở nên càng ngày càng toàn diện, tức tối đinh ra, nhất định phải phân thắng thua cơ bản không cần thiết, nếu như làm như vậy, đến cuối cùng người tổn thương chỉ có thể là Triệu Tĩnh và Đinh Triệu Dũng. Triệu Tĩnh hơi phiền lòng không muốn nói chuyện này, đem đề tài chuyển rời đến trên người Trương Dương, anh trai nghe nói sự việc của anh và yên nhiên quyết định rồi. Trương Dương cười nói, quyết định rồi, mấy ngày nữa bọn anh cũng đi đăng ký kết hôn. Đinh Triệu Dũng nói, làm con rể của bí thư tỉnh ủy, sau này anh sẽ có thể không được tự do như vậy. Triệu Tĩnh cảm thấy vui vẻ vô cùng cho anh trai, không khỏi lại nghĩ tới cảnh mộ của mình, hơi buồn bã, cô ấy đứng dậy lên lầu, tối nay cô ấy ở lại đây. Trương Dương đi đến tủ rượu lấy bình whisky, mở ra một gói lạc, và cùng đinh triệu dũng uống rượu đinh triệu dũng nói xin lỗi trương dương cười nói sao đột nhiên lại nói với tôi điều này đinh triệu dũng nói tôi làm cho triệu tính chịu không ít thiệt thòi trương dương nói chính chọn lựa của nó tình cảm chính là chuyện như vậy tôi bây giờ hiểu rồi chính nó lựa chọn chúng tôi không có quyền can thiệp đinh triệu dũng nói anh yên tâm tôi nhất định sẽ giải quyết tất cả vấn đề trước khi kết hôn trương dương nói triệu dũng thật ra tối nay trên đường chúng tôi trở về gặp phải cha mẹ anh đinh triệu dũng vừa nghe liền căng thẳng đứng lên thế nào có phát sinh cái gì không vui hay không trương dương cười nói tạm được tôi nhìn ra được thái độ cha anh bây giờ thay đổi rất nhiều hay là thế này chờ thêm thời gian nữa ta đi gặp cha anh nói chuyện tử tế với ông tôi nghĩ cha anh nên là một người thẳng thắn đinh triệu dũng bưng chén rượu và cụng ly cùng trương dương nói quên chúc mừng anh và yên nhiên trương dương cười nói cảm ơn nói thật nếu thật sự đem kết hôn đề cập trên lên nhật trình trong lòng tôi còn có chút không yên đinh triệu dũng nói cái này gọi là chứng căng thẳng tiền hôn nhân mỗi người đều thế này trương dương cười nói anh cũng căng thẳng đinh triệu dũng nói có chút lo lắng mình làm không được hoàn mỹ như tiểu tĩnh nghĩ trương dương nói thích một người không nhất định đều là ưu điểm đồng thời cũng phải thích cả khuyết điểm của người đó trên đời này không có người hoàn thiện Đinh Triệu Dũng cười nói, nghe anh nói vậy, áp lực của tôi nhỏ nhiều rồi. Trương Dương uống ngụm rượu, chẹp chẹp miệng nói, đừng nói chứ, rượu Tây này uống quen rồi cũng không tồi đâu. Đinh Triệu Dũng nói, Lương Thành Long đem biệt thự cho anh mượn xem như mượn đúng người rồi, toàn bộ rượu nổi tiếng tên này cất giữ bị anh uống hết rồi. Trương Dương hà hà cười một tiếng, hồng phấn tặng giai nhân, rượu ngon tặng anh hùng, rượu của anh ta đi vào trong bụng tôi mới không phí phạm đinh triệu dũng cười nói cũng phải trong mấy người chúng ta kể ra anh là người có thể uống nhất cũng hiểu rượu nhất đám rượu của lương thành long chính là chuẩn bị cho anh trương dương nói gần đây việc làm ăn thế nào đinh triệu dũng nói cũng không tệ lắm tôi bán buôn linh kiện ở quảng trường kỹ thuật số mộng thần nam thích việc làm ăn rất tốt gã chuyển chủ đề nói tình hình chiêu thương mộng thần rất tốt người làm it của các nơi cả nước đều hứng thú mãnh liệt đối với bên đó tôi thật sự là không biết kiều mộng viện xuất phát từ suy nghĩ như thế nào việc làm ăn còn đang tốt như vậy lại đã đem quảng trường kỹ thuật số mộng thần chuyển nhượng đi làm vậy phải tổn thất không ít tiền nhắc tới kiều mộng viện trương dương cũng không khỏi thở dài một hơi thấp giọng nói cũng chẳng phải bởi vì phiền toái kiều bằng cử gây sự hay sao sự việc toàn thế giới tập trung tiền mặc dù không truy cứu trách nhiệm của anh ta nhưng rất nhiều khoản tiền anh ta phải trả chỉ dựa vào chính ta lấp không nổi lỗ hồng này cho nên Kiều Mộng Viện chấm dứt toàn bộ nghiệp vụ của mình, lấy lượng lớn tiền mặt trợ giúp anh ta giải quyết khó khăn. Đinh Triệu Dũng cảm thán nói, Kiều Mộng Viện thật sự rất không đơn giản, có được sự cứng rắn thế này, rất ít cô gái có thể làm được như cô ấy. Trương Dương gật đầu, vô cùng đồng ý với Đinh Triệu Dũng, từ sau khi Kiều Mộng Viện rời khỏi Bình Hải, không chủ động liên lạc cùng Trương Dương, trong đó Trương Dương gọi một lần điện thoại, Kiều Mộng Viện chỉ đơn giản hàn huyên hai ba câu, trong khoảng thời gian này hắn có gọi thêm điện thoại mấy lần, mấy lần cô đều tắt máy. Trương Dương rất là lo lắng đối với tình hình kiều mộng viện của lần này trước khi đến Kinh Thành cần phải phải dành thời gian gặp mặt cô ấy. Đinh Triệu Dũng nói kiều bằng cử lần này có thể thoát một kiếp nạn cũng xem như may mắn. Trương Dương nói kiều lão mặc dù đã nghỉ hưu nhưng sức ảnh hưởng chính trị vẫn còn. Đinh Triệu Dũng nói có lẽ không lớn được như trước nữa nếu không bí thư kiều tại sao lại rời khỏi Bình Hải trương dương cười nói triệu dũng anh cũng hứng thứ với chính trị từ khi nào thế đinh triệu dũng nói cha tôi cũng sắp về hưu rồi tôi có thể nhận ra gần đây ông cũng rất không vui vẻ vì vậy thường xuyên an ủi ông ấy trương dương nói đây gọi là hội chứng về hưu gần giống với hội chứng tiền hôn nhân đinh triệu dũng cười ha ha nói anh vừa nói như vậy tôi suýt nữa quên là đang nói đến đâu rồi đúng rồi giờ đây quảng trường kỹ thuật số mộng thần đã đổi tên rồi gọi là quảng trường kỹ thuật số An Thái. Trương Dương vừa nghe liền biết việc đổi tên này có liên quan đến An Đạt Văn. Đinh Triệu Dũng nói, An Đạt Văn của Hồng Kông thế kỷ đã tiếp nhận quảng trường kỹ thuật số mộng thần, người này thế nào? Trương Dương không hề có thiện cảm với An Đạt Văn, chẳng ra sao cả, một tiểu tử mà lừa dối cả chị mình, anh cảm thấy sẽ thế nào? Có điều hắn ngay lập tức lại nói, anh đừng chịu ảnh hưởng của tôi, mọi người làm ăn thì phải nói chuyện làm ăn, tiểu tử này là một kỳ tài kinh doanh đấy, An gia từng có một thời gian lụi bại, sau khi cậu ta tiếp tay thế kỷ An Thái, rất nhanh liền phục hưng An gia, có chút bản lĩnh. Đinh Triệu Dũng cười nói, tôi cũng nghe nói cậu ta là một thiên tài kinh doanh, vốn dĩ muốn liên lạc với cậu ta qua quan hệ của anh, nhưng giờ đây xem ra không cần thiết như vậy nữa. Trương Dương cười nói, anh không nhắc đến còn đỡ, tiểu tử đó có chút không vui với tôi, nếu như nhắc đến tôi, không chừng cậu ta sẽ tìm cách để hại anh đấy. Đinh Triệu Dũng nói: "Giờ đây tôi hơi hối hận rồi, lúc đầu không mua mặt bằng trong tay Kiều Mộng Viện về. Lúc đầu gã chỉ là thử xem thế nào, giờ đây mặt bằng đều là thuê cả, bởi lúc đầu nguyên tắc của Kiều Mộng Viện là mặt bằng chỉ cho thuê chứ không bán. Có điều nếu như Đinh Triệu Dũng sớm lợi dụng quan hệ giữa họ, mua lại mặt bằng có lẽ chẳng có chút vấn đề gì. Giờ đây Kiều Mộng Viện chuyển nhượng quảng trường kỹ thuật số Mộng Thần cho An Đạt Văn, Đinh Triệu Dũng muốn mua lại có lẽ không còn dễ dàng như vậy nữa." trương dương nói quảng trường nam lâm tự của giang thành cũng đã bị cậu ta mua về rồi không thể hiểu nổi tiểu tử này hình như đột nhiên rất chú ý đến bình hải vậy đinh triệu dũng nói anh cứ làm quan của anh cho tốt là được rồi anh không hiểu về chuyện làm ăn đâu trương dương nói tôi phát hiện giờ tôi làm quan cũng không tốt nữa rồi cảm giác làm quan không được tự do như lúc đầu nữa làm việc gì cũng phải thu chân thu tay Ninh Triệu Dũng cười hì hì nhìn Trương Dương, có phải vì nhạc phụ đại nhân của anh là bí thư tỉnh ủy, nên anh có áp lực tâm lý không? Trương Dương uống một hớp rượu lớn rồi nói, không giấu gì anh, tôi thật sự có chút áp lực, trước đó khi ông ấy là tỉnh trưởng, tôi không có cảm giác như thế này, nhưng giờ đây đột nhiên cảm thấy mình nằm trong tầm chú ý của tất cả mọi người, nhất cử nhất động của tôi đều bị mọi người nhìn chằm chằm, tôi làm việc gì cũng phải cẩn thận, không được sai sót một chút nào, có phải là tôi nghĩ quá nhiều không? chương 1268, Hôn nhân và chính trị một Đinh Triệu Dũng nói, không phải như vậy đâu, anh nghĩ như vậy là rất bình thường thôi, Bí Thư Tống giờ đây là người đứng đầu Bình Hải, mà anh lại làm việc ở Đông Giang, bình thường có chút phong thanh gì là sẽ đến tai ông ấy ngay, còn nữa, nhất định có không ít người để ý đến anh, bình thường người như anh làm việc quá tùy tiện, khó tránh khỏi bị người ta dòm ngó. Trương Dương nói, anh có kiến nghị gì? Đinh Triệu Dũng nói, tính mạng quý giá vô cùng, tình yêu còn quý giá hơn, nếu vì tự do, thì có thể bỏ cả hai. Trương đại quan trừng mắt nói, đừng chơi trò học giả với tôi, có gì thì nói tuệt ra đi. Đinh Triệu Dũng nói, nói trắng ra là, giờ đây vấn đề là mất đi tự do, nếu anh muốn có tự do thì phải đi ra ngoài, phải rời khỏi tầm quan sát của bí thư tống, mọi thứ đều không quan trọng bằng tự do đúng không? Trương Dương nói, hai thứ đều từ bỏ được là ý gì? tiểu tử nhà anh chẳng lẽ cũng có ý nghĩ đó với em gái tôi ư? Đinh Triệu Dũng không thể ngờ Trương Dương lại nghĩ đến gã, gã vội vàng nói tôi chỉ nói vậy thôi, bài thơ này đúng với anh, nhưng lại không đúng với tôi, tôi là một người bình thường, với tôi, tính mạng quý giá, tự do càng quý giá, nếu vì tình yêu, thì có thể từ bỏ cả hai. Trương Đại Quan cười nói, Đinh Triệu Dũng ơi là Đinh Triệu Dũng, tiểu tử nhà anh thật là danh mẽnh. Có lẽ vì từ lập hoa đã làm công tác tư tưởng, cũng có thể là không nhẫn tâm nhìn thấy con gái gặp phải khó khăn ở giữa, cũng có thể là vì cảm thấy Đinh Triệu Dũng là một người thanh niên tốt. Thái độ của Triệu Thiết Sinh với Đinh Triệu Dũng đã tốt hơn rất nhiều, ngày thứ hai còn đi chơi khắp nơi ở Đông Giang cùng với gã và Triệu Tính, đồng thời cũng đã mặc định cách nghĩ của Triệu Dũng, đồng ý năm nay ở lại Đông Giang ăn Tết. Trương Dương và Sở Yên Nhiên ngồi tàu hỏa đến Kinh Thành vào buổi sáng hôm đó, Sở Yên Nhiên vốn đề nghị ngồi máy bay, nhưng Trương Đại Quan hơi sợ thứ đó, nếu không phải cực kỳ cần thiết, thì hắn sẽ cố gắng tìm những phương tiện giao thông khác. Với những người đang yêu, thời gian không phải là vấn đề, 10 giờ đồng hồ sau, tàu hỏa cập bến Kinh Thành, Trương Dương và Sở Yên Nhiên nắm tay nhau bước ra khỏi toa tàu, mặt Sở Yên Nhiên hơi đỏ. Khí hậu Kinh Thành lạnh hơn Đông Giang nhiều, lạnh hanh, bên ngoài thổi gió, Sở Yên Nhiên bị gió thổi, đánh hơi một cái. Trương Dương giang tay ôm cô vào lòng, một tay còn lại kéo hành lý bước về đằng trước. Sở Yên Nhiên nói, chúng ta ở đâu vậy? Đại Ca Chu đã sắp xếp rồi, anh ấy sẽ đến đón chúng ta. Khi nói chuyện, đã nhìn thấy bóng Chu Hưng Quốc ở đằng trước, gã đến để đón họ, Chu Hưng Quốc cười bước đến, vui vẻ bắt tay với Trương Dương rồi nói, em ba, em đã đến muộn đúng nửa tiếng đồng hồ rồi đấy. Trương Dương cười nói, tàu hỏa về muộn, em cũng chẳng còn cách nào. Chu Hưng Quốc cười nói, thật là không hiểu được em, đi máy bay tiên hơn bao nhiêu? mà cứ đòi đi tàu hỏa, lắc la lắc lư đến hơn 10 tiếng đồng hồ, em không thấy mệt à?" Sở Yên Nhiên cười ở một bên, anh ấy có bóng đen tâm lý với máy bay, cứ cảm thấy bay ở trên trời không an toàn. Chu Hưng Quốc cười chào Sở Yên Nhiên, gã nhận lấy túi hành lý trong tay Trương Dương rồi nói, "Thật ra máy bay là phương tiện giao thông an toàn nhất đó." Trương Dương nói, tự mình lái thì an toàn, nhưng người khác lái thì không chắc, điều này đồng nghĩa với việc giao tính mạng mình cho người khác. Chu Hưng Quốc nói, nếu như em nghĩ như vậy, thì em tự đi mua một cái máy bay về mà lái, đợi đến khi làm quan to đến độ có máy bay riêng, là có thể tự lái rồi. Sở Yên Nhiên cười nói, một lời đề nghị hay, Trương Dương, anh mau đi học lái máy bay đi, đợi đến khi anh học được rồi, chúng ta mua một chiếc trực thăng đến để lái. Trương Đại Quan cười hì hì. Chu Hưng Quốc dẫn họ rời khỏi đường của VIP, lái xe đã đợi ở bên ngoài rồi, họ ngồi lên chiếc xe Ben của Chu Hưng Quốc, Chu Hưng Quốc nói, em hai và em tư đã đặt chỗ ở tử kim các rồi, anh dẫn mọi người đến chỗ ở đã. Chu Hưng Quốc dẫn họ đến khu biệt thự cấp cao ở Kinh Thành, tên là Ngự Uyển, chỗ này rất gần tử cấm thành. Chu Hưng Quốc có ba biệt thự đơn độc ở đây, bình thường rất ít khi gã ở Kinh Thành, dù là ở Kinh Thành thì cũng rất ít khi đến đây, đại đa số thời gian đều ở nhà cùng cha, theo lời của gã, căn nhà bên này là để đầu tư, có một căn biệt thự đã sửa sang xong, hai căn còn lại chưa sửa sang, Chu Hưng Quốc mua chưa được đến 3 năm, giá đã tăng gấp 3 lần, giờ đây hai căn biệt thự đã đòi được tiền vốn. Sở Yên Nhiên cũng rất khâm phục con mắt đầu tư của Chu Hưng Quốc. Chu Hưng Quốc rất lịch sử với Trương Dương và Sở Yên Nhiên, không chỉ vì Trương Dương là anh em kết nghĩa của gã, mà còn là vì hiện giờ em họ gã là Chu Hưng Dân đang đến Bình Hải làm tỉnh trường. Ở cùng phe với cha của Sở Yên Nhiên là Tống Hoài Minh, điều này đã làm thống nhất lợi ích chính trị của họ. Sau khi sắp xếp xong cho họ, Chu Hưng Quốc còn phải đi ra ngoài làm chút chuyện, hẹn một tiếng đồng hồ sau đến Tử Kim các ăn cơm. Gã để lại cho Trương Dương một chiếc ben ở trong bãi đỗ xe, Chu Quốc Cường rất hứng thú với hãng xe ben này. Sau khi Chu Hưng Quốc đi khỏi, đầu tiên Trương Dương kiểm tra nơi ở một vòng, từ lần trước Tần Thanh và hắn bị quay trộm, tên này đã trở nên cẩn thận, dù là đến đâu cũng phải kiểm tra một lượt, chắc chắn không có thiết bị quay trộm nào. Triệu Thiên Tài đã giúp hắn làm một thiết bị kiểm tra nghe trộm chỉ cần xung quanh có thiết bị quay trộm, 99% có thể phát hiện ra. Sau khi họ tắm rửa thay quần áo, liền lái xe đến Từ Kim Các, trên đường, Trương Dương gọi điện cho mẹ nuôi La Tuệ Ninh, nói rằng có thể đến kinh thành muộn một chút, tối nay không đến đó nữa, đợi đến sáng ngày mai sẽ đi gặp bà. La Tuệ Ninh rất quan tâm đến người con trai nuôi này, hỏi hắn một cách thân thiết có cần người đi đón không, Trương Dương cười rồi từ chối. Đến Từ Kim Các, phát hiện rằng chỉ có một mình Thiết Vĩ Đồng Chu Hưng Quốc và Từ Kiến Cơ đều không đến đúng hẹn, tính cách tiết vĩ đồng rất sởi lời, gặp sở yên nhiên liền cười ra đón, đây chính là chị dâu tương lai của tôi phải không, thật là xinh đẹp quá đi. Con mắt của anh ba tôi đúng là chuẩn xác. Sở yên nhiên bị cô ấy khen đến độ xấu hổ, cười nói cô mới xinh đẹp. Tôi ấy à, tiết vĩ đồng sờ vào mái tóc ngắn của mình nói, chưa ai khen tôi xinh cả, mà có mấy người khen tôi đẹp trai rồi đấy. Mấy người đều cười. Ông chủ phùng cảnh lượng của tử kim các lúc này cũng đến trong phòng, gã cười chào Trương Dương và sở yên nhiên, tựa vào lưng ghế của Trương Dương nói thế này là thế nào. Đại ca Chu và tử kiến cơ đâu rồi? Tiết Vĩ Đồng nói, một người thì nói là bàn chuyện làm ăn, một người thì đi đón người bạn gái minh tinh của anh ta rồi, hai người này đúng là cao su quá. Khi nói chuyện, tử kiến cơ đã dẫn bạn gái của gã là Lâm Dĩnh bước vào. Vừa bước vào liền xin lỗi liên lịa, xin lỗi, xin lỗi, chúng tôi bị tắc đường bữa cơm tối nay để tôi thanh toán nhé phùng cảnh lượng nói đừng làm vậy trương dương đến chỗ tôi ăn cơm làm sao có thể để anh đến trả tiền chứ có phải là muốn đánh vào mặt tôi không ánh mắt của từ kiến cơ nhìn sang sở yên nhiên gã cười nói đây nhất định là em dâu của tôi rồi sở yên nhiên cười dạng rõ gọi một tiếng anh kiến cơ từ kiến cơ cười gật đầu gã nhìn sang lâm dĩnh lâm dĩnh lấy một túi quà được gói đẹp đẽ ra bên trong là một chiếc túi hiệu LV, từ kiến cơ cười nói, lần đầu gặp em, đây là chút quà gọi là thành ý. Phùng cảnh lượng thầm thán phục, từ kiến cơ đến muộn, chắc chắn là vì đi chuẩn bị quà, tên này thật biết cách làm người, lần này tập đoàn kiến cơ đầu tư lớn như vậy ở khu đô thị mới Đông Giang, tạo quan hệ tốt với quan viên địa phương là điều cần thiết, sở yên nhiên là con gái của Tống Hoài Minh, món quà này không phải chỉ là vì Trương Dương. Sở yên nhiên vốn muốn từ chối, nhưng Trương Dương lại cười nói, nhận đi, anh hai này của anh rất giàu có, nếu như chúng ta không nhận, thì cũng phí tiền quá. Từ kiến cơ cười nói, em dâu là chủ tịch tập đoàn Bối Ninh, nếu so với cô ấy, thì chút tiền này của tôi có là gì đâu. Tiết Vĩ Đồng nói, một người thì mời cơm, một người thì tặng túi, tôi tặng gì đây? Chu Hưng Quốc lúc này cũng bước vào, lý do của gã giống hệt từ kiến cơ, cũng là do tắc đường, có điều Chu Hưng Quốc đến một mình. Tiết Vĩ Đồng không đợi gã ngồi xuống đã hỏi thẳng, anh, hôm nay anh là người đầu tiên gặp được Yên Nhiên, anh đã tặng quà gì cho cô ấy rồi? Chu Hưng Quốc cười hà hà, em nhanh trí thật, sao? Mọi người đã tặng hết rồi à? Gã ngay lập tức nhìn thấy chiếc túi LV mới cóng bên cạnh sở Yên Nhiên, gã thật sự mang quà tới, thứ tặng cho một đôi vòng ngọc hòa điền, Tiết Vĩ Đồng dành đến xem, từ chất ngọc đã nhận ra, giá trị của chiếc vòng ngọc này phải trên 500.000, Chu Hưng Quốc quả nhiên thật hào phóng. Tiết Vĩ Đồng nói anh, anh thật là thiên vị, anh quen em bao năm nay rồi, sao mà không thấy anh tặng em quà bao giờ? Chu Hưng Quốc cười nói, ai cũng có phần, gã cũng đã chuẩn bị một đôi vòng ngọc cho Tiết Vĩ Đồng và Lâm Dĩnh, mặc dù không thể nào so với chiếc vòng ngọc của Sở Yên Nhiên. Tiết Vĩ Đồng không chịu rất đội, thấy mỗi người đều tặng quà cho Sở Yên Nhiên, chỉ có một mình mình là không chuẩn bị gì, ngay lập tức cô ta nói rằng phải tặng cho Sở Yên Nhiên một chiếc ô tô và còn thể hiện phóng khoáng hơn, bảo sở yên nhiên đi chọn xe với mình. Sở yên nhiên cười nói, Vĩ Đồng, tâm ý của cô tôi nhận rồi. Tiết Vĩ Đồng nói, nam nhân đại trưởng phu, tứ mã nan truy, anh ba, ngày mai anh dẫn chị dâu em đi chọn xe nhé. Trương Dương cười nói, cô ấy có nhiều xe lắm rồi, anh không có xe, em tặng cho anh đi. Tiết Vĩ Đồng nói, đúng là tham quan, ăn hối lộ ngang nhiên. Tất cả mọi người đều cười rộ lên. Chu Hưng Quốc gọi mọi người vào ăn cơm. Vì đại đa số mọi người đều gặp Sở Yên Nhiên lần đầu, vì vậy nói chuyện rất khách sáo, giờ đây anh họ của Chu Hưng Quốc là Chu Hưng Dân lại làm việc cùng cha của Sở Yên Nhiên, vì vậy họ cũng rất cẩn thận với vấn đề chính trị thích nói thường ngày, mọi người đều né tránh cẩn thận và nói về chuyện làm ăn nhiều hơn. Sở Yên Nhiên nói về tình hình đầu tư đảo thần miếu của mình, làm cho đại đa số mọi người hứng thú, Tiết Vĩ Đồng thậm chí còn đề nghị phải đến du lịch ở đảo. Sau khi ăn cơm tối xong, Chu Hưng Quốc vẫn rất hứng khởi, mời mọi người đi uống trà. Tiết Vĩ Đồng không thích việc đó, cô và Sở Yên Nhiên, Lâm Dĩnh thương lượng một chút, ba người họ quyết định đi làm đẹp, thật ra là cho đàn ông một cơ hội thoải mái. Sau khi chia tay ở trước tử Kim Các, mấy người Trương Dương đều ngồi vào trong xe ô tô của Chu Hưng Quốc. Sau khi ngồi vào BN trong từ kiến cơ nói một câu, anh trai ơi, chúng ta đi uống trà thật à? Chu Hưng Quốc nói, cậu không muốn uống trà à? cùng cảnh lượng thêm một câu, uống trà nho nhã quá, không hợp với chúng ta đâu. Chu Hưng Quốc nhìn sang Trương Dương, Trương đại quan nói, vậy thì đi uống rượu. Chu Hưng Quốc cười nói, quán Vương phủ nhé, hôm nay không say không về. Trương Dương nghĩ đến việc trước kia Tiết Vĩ đồng tức giận nổ súng ở Vương phủ hội quán, lần đó cô ấy và Lương Khang liên thủ bày thế cục xong, làm cho cuối cùng chia tay trong bất hòa. Việc làm ăn của Vương phủ hội quán vẫn tốt như vậy. Điều trùng hợp là lần này họ vẫn ngồi ở Côn Ngọc Các, ông chủ của hội quán Hoàng Thiện nhìn thấy mấy vị này đến đây, cẩn thận mời họ vào trong phòng, Chu Hưng Quốc chọn bừa mấy thứ, rồi nói với Hoàng Thiện, mấy anh em chúng tôi có bốn người cả thầy, anh xem sắp xếp cho chúng tôi nhé. chương 1269, Hôn nhân và chính trị 2 Hoàng Thiện nói, tôi đã gọi tứ Mỹ lên rồi. Chu Hưng Quốc gật đầu, khi Hoàng Thiện đi ra ngoài, gã đột nhiên nhớ đến một chuyện tang bối bối đâu. Bảo cô ấy đến đây. Tư mỹ của Vương phủ là mặt tiền của Vương phủ hội quán, nhưng Tang Bối Bối được gọi là chủ hội của Vương phủ, là vũ nữ hàng đầu ở đây, nhớ lần trước Tiết Vĩ Đồng tức giận là do Tang Bối Bối. Tướng mạo của Tang Bối Bối không đến độ nghiêng nước nghiêng thành, nhưng điều cô ấy hấp dẫn người khác là dáng người đẹp đẽ, khí chất của cô ta đầy hương vị mềm mại, mỗi động tác đều đầm ám thị và hấp dẫn đàn ông, mặc dù lần trước Trương Dương đã gặp cô ấy một lần, nhưng lần này gặp lại Tang Bối Bối cảm giác lại không giống lần trước nữa. Tối nay Tang Bối Bối mặc một bộ sườn xám màu rực rỡ, những đường xẻ hợp lý vừa vặn làm lộ ra cơ thể hoàn mỹ của cô ta, Tang Bối Bối bước đến uốn éo, đôi mắt nhìn quanh căn phòng. Gần như mỗi người đều cho rằng Tang Bối Bối đang nhìn mình vậy. Mặc dù Trương Đại Quan đã gặp nhiều người, nhưng cũng không thể không khẳng định, Tang Bối Bối này là một sủng vật, nếu là ở đời tùy thì nhất định có thể trở thành một danh kỹ. Tang Bối Bối đến trước mặt Chu Hưng Quốc, yểu điệu nói: "Ông chủ Chu." Chu Hưng Quốc cười chỉ vào Trương Dương: "Đây là anh em của tôi, cô gặp rồi chứ?" Đôi môi anh đào đỏ mọng của Tang Bối Bối lộ ra một đường cong hoàn hảo, rồi nhẹ nhàng nói: "Trương tiên sinh, lâu lắm rồi anh không đến." Bộ ngực Phật phòng lắc lư một chút rồi ngồi xuống bên cạnh Trương Dương, dựa vào bên người Trương Dương. Trương Dương hơi ngạc nhiên, đã lâu lắm rồi, hơn nữa mỗi ngày đều có không ít khác đến đây tang bối bối sao lại nhớ họ của mình cơ chứ. Có điều hắn đã hiểu được rất nhanh, chắc chắn không phải là do hắn quá đặc biệt, làm cho người ta gặp một lần là nhớ mãi, mà là vì tang bối bối chắc chắn đã thăm dò chuyện này trước. Chu Hưng Quốc cầm cốc rượu lên nói, trước khi đàn ông lấy vợ, thường phải đi tụ tập với những người độc thân, đêm này phải uống cho hết mình chơi cho hết mình, muốn làm gì thì làm cái đó. Muốn phóng túng thế nào thì phóng túng như vậy, Trương Dương, hôm nay chính là hội độc thân. Từ kiến cơ và phùng cảnh lượng cùng đồng thanh hưởng ứng. Trương Dương cười nói, đừng thế này, từ trước đến giờ tôi đều rất truyền thống, các anh dạy hư tôi mất rồi. Hắn cầm cốc rượu lên uống một hớp lớn. Tang bối bối giúp họ rót rượu, rồi đưa cốc rượu đã rót đầy cho Trương Dương. Khi Trương Dương nhận lấy cốc rượu vô tình nắm vào tay Tang bối bối, Trương Đại Quan cảm thấy trên người Tang bối bối có một loại khí chất rất đặc biệt. Những cô gái thế này vốn không nên đi vào phong trần, mặc dù chỉ là động chạm ngắn ngủi vào da thịt, nhưng Trương Dương lại ngạc nhiên phát hiện ra phòng vệ trong cơ thể Tang Bối Bối, mặc dù cô biểu hiện rất mềm mại, nhưng có lẽ cô ấy biết võ công, nội lực ngay lập tức tăng lên. Điều làm cho Trương Dương ngạc nhiên hơn nữa là, Tang Bối Bối là một cô gái còn trinh. Trương đại quan không hề tin tưởng những con người ở trong thế giới phong trần này lại có thể không nhiễm thói hư tật xấu, trong mắt hắn, Vương phủ hội quán chẳng khác mấy thanh lâu của ngày xưa, chẳng qua là quần thể khách không giống nhau mà thôi, còn tính chất công việc thì vẫn như nhau. Càng huống hồ, những người khác đến đây không phải là quan cao thì cũng là đại gia, đều có thân phận địa vị không thường cả. Trong môi trường phức tạp như vậy, tang bối bối có thể giữ gìn danh tiết mà lại có thể đứng đầu ở vương phủ hội quán, điều này không thể không làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ, cô gái này quyết không phải là người bình thường. Chu Hưng Quốc uống rượu với Trương Dương, rồi thấp giọng nói: "Năm nay ở lại kinh thành ăn Tết đi. Anh họ tôi năm nay cũng về, tôi giới thiệu mọi người cho nhau." Anh họ của gã là tỉnh trưởng Bình Hải vừa với nhậm chức Chu Hưng Dân, Trương Dương thật sự chưa gặp gã, Trương Dương cười nói, chẳng giấu gì anh, lần này tôi đến Kinh Thành là để dẫn sở yên nhiên đến chúc Tết sớm cha mẹ nuôi tôi, tiện thể nói về chuyện kết hôn của chúng tôi, sở yên nhiên muốn ăn Tết ở Đông Giang, có lẽ tôi phải chạy giữa hai bên Đông Giang và Kinh Thành, trước Tết là quay về. Chu Hưng Quốc nói, thế thì về sau có cơ hội rồi tính sau. Mặc dù Trương Dương kết nghĩa với Chu Hưng Quốc, nhưng giữa họ không đến độ việc gì cũng nói bối cảnh của chu gia rất phức tạp từ việc biến động chính trị ở bình hải lần này có thể phát hiện ra chu gia đã giành được lợi ích chính trị quan hệ giữa những người cấp cao rất mẫn cảm giờ đây chu hương dân đảm nhận tỉnh trưởng đại diện bình hải quan hệ tương lai giữa gã và tống hoài minh thế nào rất khó nói trương dương cố gắng tránh việc tiếp xúc với chu hưng quốc trên thực tế hắn đã có ý nghĩ rời khỏi đông giang có điều giờ đây hắn rất băn khoăn không biết nên đi về đâu từ kiến cơ nói, gần đây tình hình của Bình Hải thế nào? Trương Dương nói, không tốt ít thì là tốt nhiều thôi mà. Chu Hưng Quốc và Phùng Cảnh Lượng đứng ở một bên đều cười rộ lên, người đứng đầu Bình Hải giờ đây là nhạc phụ đại nhân của Trương Dương, đương nhiên hắn sẽ nói như vậy. Chu Hưng Quốc nói, lần này Kiều Bằng cử chơi lớn lắm, rất nhiều đệ tử Kinh Thành đều đã bị cuốn vào trong rồi, coi như anh ta gặp may, đến cuối cùng đã rũ bỏ hết trách nhiệm, Trương Dương nói Kiều Bằng cử trở về chưa? Chu Hưng Quốc lắc đầu nói, không gặp anh ta, nghe nói giờ đều trốn ở bên nước ngoài, có điều số tiền anh ta lấy đều đã trả về rồi. Từ kiến cơ nói, nói đến chuyện này, Kiều Mộng Viện thật là giỏi, cô ấy đã chuyển nhượng tất cả sản nghiệp trong tay mình, giúp Kiều Bằng cử giải quyết khó khăn tài chính, những cô gái như thế này thật sự rất hiếm gặp. Trong lời nói lộ ra sự cảm phục với Kiều Mộng Viện, thật ra thông qua chuyện này, đại đa đố người ở Kinh Thành đều nhận thấy sự trượng nghĩa của Kiều Mộng Việt, rất khâm phục với cô gái khảng khái này. Trương Dương nhìn sang tang bối bối bên cạnh rồi nói, trong lịch sử Trung Quốc không thiếu những nữ hào kiệt, phụ nữ trông thì rất yếu đuối, nhưng những cô gái đó đều không đơn giản đâu. Phùng Cảnh Lượng cười nói, Trương Dương, câu này chính là sự tổng kết sau khi đã đi hết phong trần à. Mấy người đều cười lớn lên, mấy cô gái ở bên cạnh đều hơi đỏ mặt, Thật ra vấn đề này cơ bản không thể làm cho họ cảm thấy ngại, nhưng các cô ấy hiểu rằng thái độ như thế nào mới làm cho đàn ông thích, mới có thể khơi gợi đàn ông, thật ra con gái khi tỏ ra xấu hổ là một vũ khí mê hoặc nhất. Chu Hưng Quốc nói, đừng nói những vấn đề khó hiểu này nữa, bật chút nhạc lên đi, mấy cô gái xinh đẹp thế này, không thể để họ ngồi không được. Trong tiếng nhạc trầm chậm, Trương Dương và Tang Bối Bối bước vào vũ đài, hắn ôm lấy eo Tang Bối Bối, giống như một chiếc lông chim rất nhẹ vậy. Tang Bối Bối nhảy rất giỏi, hắn cơ bản không cần phải lo lắng về khả năng nhảy của mình, cô ấy sẽ có thể phối hợp với những động tác của hắn. Kỹ thuật khiêu vũ của Trương Dương cũng là được diễn viên nhảy chuyên nghiệp Hà Hâm Nhan huấn luyện, hơn nữa hắn ta là vận động viên trời sinh, nên dù sao thì Trương Dương cũng được coi là một bạn nhảy tốt. Tang Bối Bối nhỏ giọng nói, Trương tiên sinh nhảy thật là tốt. Trương Dương cười nói, khiêu vũ nằm ở phối hợp, là cô phối hợp tốt thôi tang bối bối nói trương tiên sinh là người bình hải trương dương gật đầu tang bối bối cười nói quê tôi cũng ở bình hải đó chỗ nào của bình hải nam tích tính hải trương dương mỉm cười nói mọi người đều nói nam tích nhiều gái đẹp giờ đây nhìn lại đúng là như vậy thật trước kia tôi đã từng làm việc ở nam tích một thời gian nắm lấy tay tang bối bối hắn có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của cô ấy đang thay đổi tang bối bối trông rất bình tĩnh cô nhẹ nhàng nói tôi đã từng gặp anh trên TV rồi. Trương Đại Quan hơi ngứa người, ý của câu nói này rất rõ ràng, cô đang ám thị với Trương Dương cô ấy biết thân phận của Trương Dương, Trương Dương cười nói, vậy sao? Tôi không nhớ là mình đã từng lên TV, hắn nắm tay tang bối bối, để cô quay một vòng ở trên mặt đất, tang bối bối vẫn bình tĩnh nhìn hắn, tôi không nhận nhầm người đâu. Trương Dương nói, tại sao cô lại chọn công việc này? Ánh mắt của tang bối bối hơi băn khoăn, Trương Dương tiếp tục hỏi dồn, với điều kiện tốt như cô, có lẽ không cần phải lựa chọn cái nghề này. Tang Bối Bối niềm đạm cười nói, "Trương tiên sinh coi thường nghề này của tôi ư?" Trương Dương nói, "Không phải là coi thường hay không, chỉ là tôi không hiểu." Tang Bối Bối mỉm cười nói, "Cuộc sống có thể thay đổi mọi thứ." Trương Dương nói, "Câu này hình như tôi đã từng đọc trong sách." Tang Bối Bối nói, "Sách nào thì cũng là người viết mà thôi." Một điệu nhảy kết thúc mọi người trở về vị trí ngồi của mình, Chu Hưng Quốc tiến đến gần Trương Dương nói nhỏ, lão đệ, nếu thích, để tôi sắp xếp cho cô ấy cùng với cậu. Trương Đại Quan đương nhiên hiểu ý của Chu Hưng Quốc, mặc dù hắn thật sự hơi hiếu kỳ về tang bối bối, nhưng Trương Dương vẫn không đến nỗi háo sắc như vậy. Hơn nữa, giờ đây sở yên nhiên có lẽ đã về nhà đợi hắn rồi, Trương Đại Quan ít nhiều cũng có khả năng tự khống chế, hắn cười nói cảm ơn ý tốt của đại ca, nhưng nhà đầu này không hợp với khẩu vị của tôi. Chu Hưng Quốc cười ha ha, gã thấp giọng nói, còn chưa kết hôn mà đã sợ vợ thế rồi. Trương Dương nói, tôi đã hứa với cô ấy sẽ về nhà. Chu Hưng Quốc gật đầu nói, được, dù sao thì cũng có đầy cơ hội. Ánh mắt của gã lướt qua Tang Bối Bối, rồi thấp giọng nói, đúng là một cô gái hấp dẫn. Trương đại quan đồng ý với đánh giá này của Chu Hưng Quốc với Tang Bối Bối, nhưng giờ đây Trương Dương khá cảnh giác với việc này, dù là sở yên nhiên có thể chấp nhận hắn có tình cảm với người khác nhưng cô ấy quyết không chấp nhận hắn qua lại với gái hồng trần dù chỉ với lý do chơi đùa hơn nữa ở đây tai mắt nhiều mặc dù mọi người đều là bạn thậm chí là huynh đệ kết nghĩa nhưng sự kết nghĩa của họ không có nghĩa là có cơ sở tình cảm thật sự mà là có mục đích cả nếu như hành động của hắn quá lộ liếu thì khó tránh khỏi về sau trở thành lý do để mọi người đối phó đầu óc trương dương vẫn rất tỉnh táo hắn nói với chu hưng quốc nếu đại ca thích như vậy thì tự mình giữ lại cho rồi Chu Hưng Quốc cười lắc lắc đầu. Trương Dương đột nhiên nhớ ra Chu Hưng Quốc mặc dù đã ngoài 30 tuổi, nhưng đến giờ vẫn chưa kết hôn, cũng chưa hề nghe nói đến bất cứ chuyện tình cảm nào của hắn, Trương Dương cười nói có phải là lòng đại ca có người rồi không? Chu Hưng Quốc nói, tôi xem nhẹ tình cảm lắm. Trương Dương mỉm cười nói, xem nhẹ không có nghĩa là không cần, đại ca à, tôi sắp kết hôn rồi, anh cũng phải lo chuyện đại sự này đi thôi. Chu Hưng Quốc nói, những người như chúng tôi thường không thể tự quyết định việc hôn nhân của mình. Khi Chu Hưng Quốc nói câu này, Trương Dương không hiểu được hàm ý của gã, đến tận khi họ rời khỏi Vương phủ hội quán, Trương Dương cùng Phùng Cảnh Lượng rời đi, Phùng Cảnh Lượng mới nói cho hắn biết. Phùng Cảnh Lượng nói, có lẽ anh không biết, Chu lão đại gần đây sắp phải đính hôn rồi. Trương Dương cảm thấy kỳ lạ, sao không thấy anh ấy nhắc đến. Anh ta thật là kín tiếng, không lộ ra chút tin tức nào. Phùng Cảnh Lượng nói, tôi cũng là nghe nói mà thôi, anh ấy chưa từng nói với ai cả, có điều không có lửa làm sao có khói, tôi cảm thấy tin này cũng khá đáng tin tưởng. Trương Dương cười nói, ai vậy? Đối tượng đính hôn của Chu Lão Đại là khuê nữ nhà nào? Phùng Cảnh Lượng nói, có lẽ là anh biết đấy, là thiên kim kiều gia. Trương 1270, Hôn nhân và Chính trị 3. Trương Đại quan suýt nữa thì dụng tim ra ngoài, hắn chừng to mắt, nhìn phùng cảnh lượng đầy kinh hãi cái gì cơ phùng cảnh lượng cũng cảm thấy phản ứng của trương dương hơi quá đáng gã cười nói sao anh chưa từng nghe nói à trương đại quan cố giữ mình bình tĩnh rồi nói anh nói là kiều mộng viện à phùng cảnh lượng gật đầu nói có lẽ vậy tin tức này tôi nghe người khác nói ở giữa có người nối cầu thì phải có điều đến giờ chu lão đại vẫn chưa thừa nhận đầu trương dương quay mòng mòng mẹ kiếp thế này là thế nào chứ Kiều Mộng viện và Chu Hưng Quốc sao lại quy về một mối chứ? Trước kia, đâu có thấy hai người họ có gì với nhau. Trương Đại Quan nhận thức được một cách tỉnh táo, tình cảm của mình với Kiều Mộng viện vô cùng đặc biệt, mặc dù giữa họ chưa từng nói rõ tình cảm, nhưng hắn đã coi Kiều Mộng viện là hồng nhan tri kỷ của mình từ lâu. Trong khái niệm của Trương Đại Quan, hồng nhan tri kỷ chắc chắn phải có, đó là người phụ nữ của mình, dù thế nào cũng không thể để người khác cướp đi, dù là anh em kết nghĩa cũng không được, hơn nữa rõ ràng là hắn quen kiều mộng viện trước. Mỗi khi gặp phải chuyện này, Trương đại quan đều trở nên vô cùng ích kỷ, hắn chẳng thèm để ý đến hoàn cảnh của mình, tất cả mọi việc đều phải xuất phát từ lợi ích của hắn, hắn cảm thấy rất chán trường, nếu thật sự có chuyện thế này, ít ra kiều mộng viện cũng phải nói với hắn một tiếng. Phùng cảnh lượng đương nhiên sẽ không ngờ tới Trương Dương lại nghĩ ngợi phức tạp vậy, gã mỉm cười nói, với thân phận như của Chu lão đại, việc hôn nhân của anh ấy không chỉ là lựa chọn đối tượng kết hôn, mà phải nghĩ đến lợi ích chính trị nhiều hơn. Gần đây Kiều Gia xảy ra không ít chuyện, quan hệ giữa Kiều Gia và Chu Gia cũng không thân thiết như trước nữa, với hai nhà họ, hôn nhân là phù hợp với lợi ích chính trị. Nếu như Chu Lão Đại và Kiều Mộng Viện có thể lấy nhau, thì Kiều Gia và Chu Gia sẽ xây dựng lại được mối quan hệ liên minh, có lợi cho cả đôi bên. Phùng cảnh lượng dừng một lúc rồi nói, nhưng ích lợi của Kiều Gia lớn hơn một chút. Trương Dương nói, Chu Lão Đại thích Kiều Mộng Viện sao? Phùng Cảnh Lượng nói, tôi không biết, có điều anh ấy nhìn nhận rất rõ từng việc một, hành động của anh ấy nhất định sẽ phù hợp với lợi ích gia tộc. Trương Đại Quan rõ ràng cảm thấy khó chịu vì tin này của Phùng Cảnh Lượng, sau khi xuống xe, hắn ngay lập tức gọi điện cho Kiều Mộng viện, Kiều Mộng viện vẫn tắt máy. Trương Dương ngầm thở dài một hơi, mặc dù điều Phùng Mã Lượng nói chỉ là gã nghe nói mà thôi, nhưng Trương Dương lại cảm thấy việc này có thể tin tưởng, hiện tại Kiều gia đang ở vào lúc khó khăn về chính trị. Nếu chung tay với Chu gia đang lên như diều gặp gió thì rõ ràng là một nước cờ hay. Trong lúc Trương Dương cảm thấy thương xót cho Kiều Mộng Viện, hắn cũng cảm thấy giận Kiều gia, dù thế nào cũng không thể để Kiều Mộng Viện trở thành vật hy sinh cho lợi ích chính trị được, dùng hạnh phúc cả đời cô ấy để lấy lại lợi ích chính trị ngắn ngủi. Sở Yên Nhiên đã về rồi, thấy Trương Dương bước vào, cười rạng rỡ giang tay ra ôm lấy Trương Dương, Trương Dương muốn hôn cô ấy, nhưng lại bị Sở Yên Nhiên đẩy ra, cả người toàn mùi rượu anh mau đi tắm đi trương dương gật đầu khi đang chuẩn bị rời đi thì lại bị sở yên nhiên tóm lấy cổ áo ngửi này có mùi của đàn bà trương đại quan cười nói em tuổi chó đấy à sao mũi lại thính thế chu lão đại mời bọn anh đến vương phủ hội quán uống rượu sở yên nhiên sầm mặt nói không làm chuyện xấu gì chứ trương dương cười nói em có cho anh thêm một lá gan anh cũng không dám hắn kéo tay sở yên nhiên sờ vào giữa hai chân mình em kiểm tra thử xem, tối nay anh ngoan lắm, anh còn chưa ra khỏi cửa đấy. Sở yên nhiên đỏ mặt đá vào mông hắn, cút đi, người vô duyên nhất trên đời là anh đấy. Trương đại quan cười ha ha, lên lầu tắm mốt lượt, thay quần áo rồi đi xuống, sở yên nhiên đã pha trà xong cho hắn, trương dương ngồi xuống bên cạnh cô, sờ vào mái tóc của sở yên nhiên, nói đầy yêu thương tối thế này rồi, em ngủ trước đi. Sở yên nhiên nói, anh mơ đấy à, em cũng đâu muốn đợi anh, Chẳng qua là em vẫn chưa quen với sai lệch thời gian thôi. Trương Dương tiến đến hôn lên môi cô, Sở Yên Nhiên đẩy hắn dựa vào ghế sofa, cởi áo ngủ của hắn ra, Trương Đại Quan cười nói, nhà đầu, em muốn làm gì anh à? Sở Yên Nhiên cẩn thận kiểm tra cổ của hắn, rồi gật đầu nói có lẽ không làm chuyện xấu gì. Trương Dương nói, em đang nghi vậy à? Sở Yên Nhiên nói, tên xấu xa như anh, dám để một mình em đợi ở một căn phòng lớn thế này đến tận bây giờ em phải cắn chết anh sở yên nhiên ôm lấy cổ trương dương cắn một nhát đương nhiên không phải là cắn thật trương đại quan giơ hai tay nói giết người rồi giết người rồi ánh mặt trời bị chắn ở ngoài trong phòng ngủ vẫn tối đen trương đại quan mở hai mắt tìm được điện thoại của mình mở máy tiếng mở máy đã làm sở yên nhiên thức giấc cô nói mệt quá ngủ thêm chút nữa trương dương cười nói mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mà còn ngủ à hắn nhìn thời gian đã 10 giờ sáng rồi, Trương Dương vỗ vỗ vào đằng sau đầu mình rồi nói chết, 10 giờ rồi, 10 giờ rồi. Sở Yên Nhiên lúc này mới nhớ ra 11 giờ sáng có hẹn với Văn Gia, cô vội vàng nói, chết rồi, chết rồi, đến muộn rồi. Trương Dương cười nói, không lo, chỉ cần nhanh một chút là vẫn đến kịp. Hai người đến nhà Văn Gia muộn 5 phút, La Tuệ Ninh và Văn Hạo Nam đều ở trong nhà, Trương Dương thấy Văn Linh không ở đây, có lẽ cô ấy tránh mặt, không muốn gặp mặt hắn la tuệ ninh gọi một tiếng yên nhiên rồi ra đón nắm lấy hai tay yên nhiên càng nhìn càng thấy thích bà nói với trương dương trưa nay cha nuôi con sẽ về trương dương gật đầu rồi giả bộ hỏi chị linh đâu rồi ạ à? Là tuệ ninh nói nó đi đông bắc du lịch rồi mấy ngày nữa sẽ về văn hạo nam đến chào trương dương và mọi người khi trương dương bắt tay văn hạo nam liền đùa với gã anh hạo nam chị dâu tương lai tôi đâu rồi văn hạo nam vội lườm hắn chuyện yêu đương giữa gã và bí thư nước pháp sophie vẫn chưa chính thức báo cho nhà biết la tuệ ninh coi như không nghe thấy dắt tay sở yên nhiên đi vào nhà văn hạo nam đợi mẹ đi rồi mới nói với trương dương tiểu tử nhà cậu nói năng chẳng suy nghĩ gì vậy trương dương lè lưỡi nói xin lỗi tôi tưởng anh đã nói với mọi người rồi không ngờ anh chưa nói với họ văn hạo nam thở dài nói chẳng phải tôi định nhân dịp tết nói chuyện này ngày kia tôi mới đến không có cơ hội nói Trương Dương cười nói, anh Hạo Nam, lúc nào anh làm việc cũng dứt khoát mà, sao giờ lại kém sáng suốt thế này? Văn Hạo Nam nói, càng gần đến lúc chót, tôi càng cảm thấy căng thẳng, cậu nói xem, cha mẹ tôi liệu có phản đối không? Trương Dương nói, việc này tôi thật sự không biết, Sophie có biết tiếng Trung không? Văn Hạo Nam gật đầu lia lịa, nói còn giỏi hơn người Trung đấy. Trương Dương cười nói, thế thì tốt rồi, không có trở ngại về ngôn ngữ là có thể giao lưu được hay là tôi giúp anh thăm dò xem tình hình thế nào." Văn Hạo Nam nói, "Cậu giúp tôi xem ý mẹ tôi thế nào, nếu như bà gật đầu thì việc này thành công hơn một nửa rồi." Trương Dương nói, "Không vấn đề gì." Văn Hạo Nam khoác vai hắn rồi nói, "Người anh em, sau khi việc này thành công, tôi nhất định sẽ cảm ơn hậu hĩnh." Trương Dương nói, "Anh em với nhau cả có gì phải khách sáo thế." Tiếng La Tuệ Ninh vọng từ trong nhà ra, "Hai đứa làm gì ở ngoài đấy, mau vào đây." điện thoại của Văn Hạo Nam vang lên, gã quay sang cười với Trương Dương, từ thái độ hạnh phúc của gã, Trương Dương đoán chắc mầm là vị bạn gái Pháp đó gọi đến, Trương Dương cười lắc đầu, thấy việc tình cảm của Văn Hạo Nam cuối cùng cũng đã tìm được trốn lui về, cũng là một việc đáng để vui vẻ. Buổi trưa, Văn Quốc Quyền về để ăn cơm, thời gian hàng ngày của y đều rất quý giá, có thể bỏ thời gian về nhà ăn cơm tối cùng hai mẹ con đã là rất khó kiếm rồi, có thể thấy được y rất xem trọng Trương Dương và sợ yên nhiên. Trương Dương là con trai nuôi của Văn Quốc Quyền, còn Sở Yên Nhiên là con gái của Tống Hoài Minh. Mấy năm trước, Văn Quốc Quyền đã muốn thông qua cách kết hôn để xây dựng liên minh chính trị. Nhưng dường như Tống Hoài Minh không nhiệt tình với vấn đề này lắm, mặc dù quan hệ của họ luôn rất tốt, nhưng vẫn cách xa so với quan hệ liên minh chính trị. Gần đây đàn chính trị trong nước không bình ổn, Văn Quốc Quyền lạnh lùng nhìn những phong ba bão táp bên cạnh mình, y biết rằng tất cả mọi việc xảy ra bây giờ chỉ là màn khởi đầu mà thôi gần đến việc thay đổi nhiệm kỳ, nhất định sẽ dồn lên một đợt sóng mới. Đàn chính trị biến động khôn lường, và những lời đồn đại cũng nhiều, Văn Quốc Quyền luôn giữ thái độ bình ổn, dù là người ngoài nói gì, y cũng không có phản ứng, càng những lúc như thế này, càng phải giữ cho tầm hồn bình ổn, chỉ có vậy mới có thể giữ được đầu óc tỉnh táo, phải suy nghĩ cho kỹ rồi mới hành động, nghĩ nhiều làm ít, mới có thể tránh được sai sót. Trên đường về nhà, Văn Quốc Quyền đã gọi điện cho Tống Hoài Minh, đây cũng là cuộc điện thoại y gọi cho Tống Hoài Minh đầu tiên sau cuộc biến động trên đàn chính trị Bình Hải. Chủ đề cũng không phải là chính trị, thật ra đến cảnh giới như của họ, không cần phải nói về vấn đề chính trị nữa, chỉ cần thông qua một lời hỏi thăm, một chuyện nhỏ cũng có thể truyền đạt tư tưởng của họ. chương 1271, càng gần hơn một chủ đề nói chuyện của hai người bắt đầu từ chuyện hôn sự của con gái. Đầu tiên Văn Quốc quyền tỏ sự vui mừng vì cuối cùng chuyện tình cảm của Trương Dương và Sở Yên Nhiên đã có thành quả, sau đó mời Tống Hoài Minh đến Kinh Thành. Tống Hoài Minh cười nói, Phó Thủ tướng Văn, năm nay có lẽ tôi không đến đó được rồi, anh cũng biết đấy, công việc của Bình Hải bên này vừa tiếp quản, tốt lãnh đạo cũng phải có một quá trình để tiếp xúc làm quen với nhau. Văn Quốc quyền cười nói, anh vẫn vậy, việc gì cũng coi công việc là hàng đầu. Công việc có bận đến đâu đi nữa, cũng phải chú ý đến sức khỏe, đồng thời cũng phải chú ý đến cảm giác của người nhà, dịp Tết nhất, dù là không đến kinh thành, cũng nên dành chút thời gian để ở bên cạnh người nhà, mấy người như chúng ta luôn không quan tâm được đầy đủ cho người nhà. Tống Hoài Minh nói đầy đồng cảm, đúng thế, nghĩ đến con gái, từ khi Sở Yên Nhiên còn nhỏ, y đã không ở bên cạnh cô trong quá trình trưởng thành, điều này làm cho y cảm thấy rất tiếc nuối, giờ đây y và Liễu Ngọc Doanh cũng đã có người con riêng của mình y phải cố gắng dành thời gian để ở bên cạnh gia đình, không thể để nuối tiếc một lần nữa. Văn Quốc Quyền nói, không nói chuyện với anh nữa, con trai nuôi và con dâu nuôi của tôi vừa đến chơi, tôi phải ra ngoài chơi với chúng nó. Y vô tình hay hữu ý đề cập đến mối quan hệ thông gia với Tống Hoài Minh. Tống Hoài Minh mặc dù biết rằng Văn Quốc Quyền nói vậy nhất định có mục đích chính trị, nhưng vẫn cảm thấy quan hệ của hai người lại càng gần hơn, con người dù sao cũng là động vật tình cảm, dù là kết hôn với bất cứ mục đích nào, nếu như đã thành lập quan hệ này, tình cảm của hai bên sẽ càng gần hơn. Tống Hoài Minh đột nhiên nghĩ lại biết bao người trong lịch sử đã liên thủ tác thành hôn sự, thật ra thủ pháp chính trị này đến bây giờ vẫn còn tác dụng, mặc dù tình cảm giữa Sở Yên Nhiên và Trương Dương không hề có mục đích chính trị, nhưng sự kết hợp giữa họ đã củng cố thêm cho quan hệ giữa Y và Văn Quốc Quyền, làm cho thế lực chính trị của họ càng mạnh hơn. Văn Quốc Quyền rất thoải mái, từ nụ cười trên mặt Y có thể nhận ra điều đó là Tuệ Ninh đương nhiên ngay lập tức nhận ra tâm trạng tốt của chồng khi giúp Y cởi áo khoác liền cười nói hôm nay con dâu nuôi chính thức đến thăm rồi có quà gì tặng cho chúng nó không vậy Văn Quốc Quyền cười nói con dâu nuôi gì chứ đây là con dâu thật trong mắt tôi Trương Dương và Văn Hạo Nam chẳng khác gì nhau nói thật tôi còn thích Trương Dương hơn Văn Hạo Nam một chút có đánh chết Trương Dương cũng không tin lời này của Văn Quốc Quyền nhưng đây là lần đầu tiên vị cha nuôi này thể hiện sự thích thú với mình. Trương Đại Quan hiểu rằng vì quan hệ hôn nhân giữa hắn và Sở Yên Nhiên đã được quyết định, nên địa vị của hắn đã được nâng cao lên, ngay cả cha nuôi cũng đã đề cao hắn hơn rồi. Ngoài mặt Trương Dương cười hì hì, nhưng trong lòng luôn cảm thấy không vui. Văn Quốc Quyền đương nhiên không sai. Thật sự nói đến tình cảm, thì tình cảm giữa Trương Dương và mẹ nuôi là tuệ ninh thuần chất hơn một chút, giữa họ từ lúc quen nhau đến lúc nhận nhau làm mẹ con không hề có chút chính trị gì hết. Là Tuệ Ninh cũng hết sức quan tâm đến Trương Dương, bà không hề nghĩ đến việc lợi dụng gì ở đứa con nuôi này. Trương Dương cũng hiểu rằng, thật ra với văn quốc quyền mình cũng chẳng có giá trị lợi dụng gì, với thân phận địa vị của y, cơ bản không cần phải thông qua hắn để đạt được mục đích gì hết. Dù là y muốn tạo dựng liên minh vững chắc với Tống Hoài Minh, nhưng mình cũng chỉ là một phần nhỏ trong đó mà thôi, không thể có tác dụng quan trọng, sự liên thủ giữa những chính trị gia này cơ sở chắc chắn nhất vẫn là cùng chung lợi ích chính trị. Trương Dương cười nói, cha nuôi, lần này Yên Nhiên đã mang đến cho cha món quà từ Mỹ. Sở Yên Nhiên đã mang cho Văn Quốc Quyền một ít thực phẩm chức năng cao cấp, Văn Quốc Quyền cười nói, món quà tốt nhất là sức khỏe, Yên Nhiên thật là hiểu chuyện, Trương Dương có thể tìm được con là một thứ hạnh phúc. Trương Dương nói, sao ai cũng cảm thấy chỉ mình con được lợi nhỉ? nghe ý của mọi người có nghĩa là yên nhiên đã tìm nhầm người rồi con không hề xứng với cô ấy yên nhiên em nghe thấy chưa em chịu khổ rồi đấy sở yên nhiên cười thở dài một hơi rồi nói em không vào địa ngục thì ai vào địa ngục chứ văn hạo nam đùa ở một bên trong nội bộ đảng chúng ta luôn luôn đề cao ý chí thép sở yên nhiên chính là một ví dụ sống la tuệ ninh cười nói yên nhiên giỏi thật nhưng con trai nuôi của ta cũng không tồi đâu xứng đôi vừa lứa lắm Chúng là một đôi trời sinh. Trương Dương nói, vẫn là mẹ nuôi thương con nhất, cha nuôi, xem ra cha không hiểu con rồi, với loại người như con nên cổ vũ khen thưởng là nhiều. Văn Quốc Quyền cười nhàn nhạt, nhạt, tiểu tử, câu này rõ ràng là có ý. Sở Yên Nhiên và La Tuệ Ninh cùng vào nhà bếp chuẩn bị đồ ăn. Hai cha con Văn Quốc Quyền và Trương Dương ngồi ở trong phòng khách, Văn Quốc Quyền nói, Trương Dương, gần đây công việc thế nào? Có thuận lợi không? Trương Dương nói, công việc thì thuận lợi, có điều. Trên mặt hắn cố ý làm ra vẻ khó xử. Văn Quốc Quyền ý thức được hắn có điều muốn nói, mỉm cười nói, có gì khó khăn thì cứ nói. Trương đại quan nhận thấy thái độ hôm nay của vị cha nuôi rất tốt, đúng là thời cơ tốt để đưa ra yêu cầu, hắn cố ý thở dài rồi nói, giờ đây cha yên nhiên đã làm đến bí thư, con cảm thấy áp lực rất lớn. Văn Quốc Quyền hiểu, và ông cười. Văn Hạo Nam nói, Trương Dương cậu sợ người khác nói linh tinh về cậu. Trương Dương gật đầu nói, vốn dĩ cũng chẳng có gì, chỉ là con lo về sau công việc có xảy ra chút sai sót gì người khác sẽ phóng đại lên, để nói về sai sót của con, nếu như con làm ra được thành tích, người khác sẽ nói rằng đó là vì được cha yên nhiên săn sóc, đúng là khó xử. Văn Quốc quyền cười hì hì uống trà. Trương Dương thấy y không tỏ thái độ gì, bèn tiếp tục nói, cha nuôi, nếu như anh Hạo Nam làm việc dưới trướng của cha, thì nhất định cũng không thoải mái đúng không? Văn Quốc Quyền nhẹ nhàng nói. Hạo Nam năm sau sẽ đến Bình Hải làm, làm ở cục Công an thành phố Đông Giang. Trương Đại Quan không thấy Văn Hạo Nam nhắc đến chuyện này, quay một vòng, hóa ra lại để con trai mình làm việc trong khu vực quản lý của Tống Hoài Minh, động tác thật là nhanh chóng. Văn Hạo Nam cười nói, Trương Dương, không phải là do cậu biết tôi sắp đi Đông Giang, nên muốn trốn tôi đấy chứ? Trương Dương lắc đầu nguội nguội, sao thế được? tôi còn muốn cùng anh chiến đấu ấy chứ đáng tiếc là văn quốc quyền nói muốn tránh không nhất thiết phải rời đi có điều con ở đông giang cả ngày làm việc dưới trướng của hoài minh có chút áp lực cũng là điều khó tránh khỏi trương dương nói cha nuôi hay là cha cho con đến quốc vụ viện đi con làm thư ký cho cha có được không tên này cố tình nói vậy dù sao thì hắn cũng biết đây là điều không thể văn quốc quyền nói làm việc dưới trướng nhạc phụ đại nhân thì có áp lực chẳng lẽ làm việc dưới trướng của ta lại không áp lực sao? Trương Dương cười hì hì, rồi không nói gì nữa. Văn Quốc Quyền nói, sự việc của con ta sẽ suy nghĩ, chút nữa ta xem xem chỗ nào thích hợp, rồi sẽ quyết định sau, nhất định phải cho con vào một môi trường vừa phát huy được khả năng, vừa sáng tạo được thành tích. Văn Quốc Quyền quả nhiên rất vui vẻ, bình thường y sẽ không nói những lời thế này. Trương Đại Quan thấy cha nuôi nói vậy, chẳng khác gì uống được một viên an thần, sự việc công tác của hắn xem ra không có vấn đề gì nữa rồi la tuệ ninh gọi mọi người đến ăn cơm cả nhà ngồi vào trong phòng ăn văn quốc quyền trước đó không uống rượu nhưng hôm nay phá lệ uống hai cốc gần một cân rượu còn lại vào hết bụng trương dương và văn hạo nam la tuệ ninh cười vui vẻ nhìn trương dương và sở yên nhiên càng nhìn càng thích bà nhẹ nhàng nói đã quyết định bao giờ thì cưới chưa sở yên nhiên nói vẫn chưa ạ à? Trương Dương nói, bọn con muốn đi đăng ký vào mấy ngày gần đây, có điều có liên quan đến phía quốc tịch, có lẽ hơi phức tạp. Văn Quốc Quyền nói, có gì mà phức tạp, cứ làm bình thường, chút nữa ta sẽ bảo thư ký gọi điện nói trước cho bên dân chính Bình Hải các con, Hoài Minh không tiện nói, thì để ta nói. Trương Đại Quan vội vàng nói, không cần phải long trọng như vậy đâu cha. Văn Quốc Quyền cười nói, mọi người đều nói rằng hành chính của chúng ta phức tạp, làm việc chậm chạp, Kết hôn là chuyện đại sự cả đời, phải đăng ký cho thuận lợi. Văn Hạo Nam cầm cốc rượu lên hướng về phía Trương Dương và Sở Yên Nhiên, chúc mừng mọi người. Trương Dương cười nói, anh Hạo Nam, anh cũng phải nhanh lên đấy. Văn Hạo Nam cười. La Tuệ Ninh nhìn sang con trai, nhẹ nhàng nói, Hạo Nam, con cũng lớn rồi, phải nhanh lên. Văn Hạo Nam nói, mẹ à, con chắc chắn rồi. Văn Quốc Quyền nói, mấy ngày trước chẳng phải nghe nói con đã có bạn gái rồi sao? Văn Hạo Nam hơi ngớ người, gã không biết cha tại sao lại biết chuyện đó. Trương Dương phụ hỏa theo, hình như tôi cũng nghe thấy chuyện này, anh Hạo Nam, anh đừng có làm ra vẻ thần bí vậy nữa, nếu có rồi, thì mau nói ra, để mọi người cùng vui. Hắn nháy mắt với Văn Hạo Nam, nhân cơ hội tâm trạng của hai vợ chồng Văn Quốc Quyền đều tốt, đây đúng là một cơ hội để nói chuyện này. Văn Hạo Nam đã hiểu ý của Trương Dương, thật ra cha đã nói như vậy, chứng minh rằng y đã biết chuyện của gã rồi, Văn Hạo Nam cuối cùng đã quyết tâm, nếu sớm muộn cũng phải nói, thì vẫn nên nhân cơ hội nói sớm với cha mẹ tốt hơn, gã thấp giọng con có quen một cô gái, yêu nhau cũng được một thời gian rồi. Văn Hạo Nam nói xong, liếc mắt nhìn thái độ của cha mẹ, điều làm cho gã bất ngờ là, cha mẹ gã rất bình tĩnh. La Tuệ Ninh nói, quen ở Tân Cương sao? Người ở đâu vậy? Giọng nói bình tĩnh của La Tuệ Ninh làm cho Trương Dương và Sở Yên nhiên ý thức được, chắc chắn chuyện này họ đã biết từ lâu rồi, Văn Hạo Nam là con trai duy nhất của họ, họ không thể không quan tâm nhất cử nhất động của Văn Hạo Nam, mặc dù Văn Hạo Nam vì tình cảm mà trốn đến Tân Cương, nhưng họ không bao giờ hết quan tâm đến con trai của họ. Càng huống hồ, lần này Văn Hạo Nam tìm một cô gái nước Pháp, vì an toàn quốc gia, khi họ mới bắt đầu yêu nhau, những bộ phận liên quan đã điều tra rõ ràng lý lịch gia đình của Sophie rồi. Vì vậy, thậm chí vợ chồng Văn Quốc Quyền còn hiểu rõ Sophie hơn cả con trai Văn Hạo Nam. Có điều họ không chủ động hỏi chuyện này, vì đã có chuyện của Tần Manh Manh, họ biết rằng con trai mình rất mềm yếu trong tình cảm, họ chỉ hy vọng thuận theo tự nhiên. Văn Hạo Nam nói, cô ấy là người Pháp, phóng viên, tên là Sophie. Là Tuệ Ninh nhìn sang bên chồng, rồi nhẹ nhàng nói, Hạo Nam đã tìm một cô gái Pháp. Trường đại quan nhân cơ hội giúp Văn Hạo Nam nói thêm, giờ đã là thời đại nào rồi, thế giới chỉ là một thôn địa cầu thôi, yên nhiên còn là người Mỹ kia. Sở yên nhiên thầm nói em đâu có phải là người Mỹ, đương nhiên cô cũng hiểu, Trương Dương nói vậy là để đỡ lời cho Văn Hạo Nam, cô chớp mắt nói, chỉ cần thương yêu nhau thật sự, thì quốc tịch đâu có phải là vấn đề, ông bà ngoại con là một ví dụ. Chuyện tình cảm cả đời của ông bà ngoại cô ấy thật sự làm lay động lòng người. Văn Hạo Nam nhìn họ đầy cảm kích, rồi quay sang nhìn cha mẹ, trong nhà này, Văn Quốc Quyền có quyền phát ngôn tuyệt đối, Văn Quốc Quyền nói, yên nhiên nói không sai, tình cảm thật sự không nên mang theo những nhân tố khác, tiền tài, địa vị, quốc tịch đều phải vứt sang một bên, thích thì thích, hạo nam, là cha của con, cha tôn trọng lựa chọn của con, cha cũng tin rằng, con đã trưởng thành, có thể quyết định một cách đúng đắn. chương 1272, càng gần hơn 2. Văn Hạo Nam không thể ngờ cha mình lại dễ thuyết phục như vậy, gã gật đầu đầy cảm động, rồi lại nhìn sang phía mẹ. La Tuệ Ninh nói ý kiến của cha con là ý kiến của mẹ, con lớn rồi những việc nhỏ này không cần chúng ta phải lo cho con nữa. Hạo Nam, nếu tiện thì mời Sophie đến nhà chúng ta ăn cơm. Lời nói của La Tuệ Ninh đồng nghĩa với việc đã cấp cho Văn Hạo Nam một cái giấy thông hành. Văn Hạo Nam cảm động nói cảm ơn cha, cảm ơn mẹ. La Tuệ Ninh cười nói con cảm ơn gì cơ chứ. Văn Hạo Nam cầm cốc rượu cùng ly với Trương Dương, người anh em cảm ơn cậu. Trương Dương cười nói, vẫn là anh lợi hại, không làm thì thôi, làm thì phải ra trò, chinh phục cô gái Pháp để tỏ rõ quốc huy, đúng là lấy thể diện về cho Trung Quốc. Tên này nói chuyện lúc nào cũng đầy khích bác như vậy. Văn Quốc Quyền cũng bị lời này của hắn làm cho bật cười, nói vớ vẩn là giỏi, có liên quan gì đến quốc huy chứ? Sở Yên Nhiên nói, bác Văn, Trương Dương đang hâm mộ anh Hạo Nam. Trương Đại Quan nói, con mừng hộ anh ấy thôi, anh ấy hạnh phúc con cũng không kém đâu, con chinh phục cô gái mỹ rồi. sở yên nhiên đỏ mặt nói anh đúng là hâm em là người trung quốc em đã bao giờ coi mình là người mỹ đâu. la tuệ ninh mặc dù đã biết chuyện tình yêu của con trai từ lâu nhưng hôm nay con trai chính thức thừa nhận với họ vẫn cảm thấy rất vui. trước đó họ đã điều tra rồi. sophie xuất thân từ một gia đình quý tộc của pháp cha của cô ấy macsey có một câu lạc bộ bóng đá gia cảnh rất tốt điều quý nhất là gia đình sophie không mấy liên quan đến chính trị cha cô ấy là một người không đảng phái, gia cảnh và xuất thân chỉ là thứ yếu, điều quan trọng là không được có vấn đề gì về chính trị, còn về phần Sophie. Chỉ là một phóng viên mà thôi, không có tiền án gì, điểm này đã xóa bỏ chướng ngại giao lưu giữa hai nhà. Sau khi ăn trưa, Văn Quốc Quyền nói vài câu với Sở Yên Nhiên, hỏi về tình hình sức khỏe của bà ngoại cô. La Tuệ Ninh gọi Trương Dương và Văn Hạo Nam vào trong phòng sách, tặng mỗi người một chiếc răng sói rất đẹp. La Tuệ Ninh nói, Hai chiếc răng sói này là của đời cha ta truyền lại, thời chiến tranh chống Nhật, đánh nhau rất ác liệt, vào rừng ra động, không ngờ lại gặp phải đám sói ở trong rừng, hai chiếc răng sói này là do ông đánh nhau ác liệt, giành được sau khi giết được con sói đầu đàn, ông ấy không những là một vị quân nhân dũng cảm, còn là một thợ điêu khắc tài khá, các con xem, bạc nạm trên chiếc răng này là do tự ông mài đó. Mặc dù không phải là thứ gì quý giá, nhưng là món quà duy nhất ông để lại cho mẹ La Tuệ Ninh cười nói, ông ngoại các con khá trọng nam khinh nữ, ông luôn hy vọng có một người con trai để nối nghiệp mình. Nhưng cả đời ông lại sinh đến bốn người con gái. Mẹ là đứa nhỏ nhất nên ông đã để lại cho mẹ hai chiếc giang sói này. La Tuệ Ninh đích thân đeo chiếc giang sói lên cho Văn Hạo Nam và Trương Dương. Mặc dù sói là loại vật hung dữ, nhưng trên người nó lại có sự bất khuất ngoan cường, bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể sinh tồn mẹ hy vọng về sau các con dù là lúc nào dù là gặp phải hoàn cảnh trái ngang gì cũng phải kiên cường văn hạo nam và trương dương cùng gật đầu ánh mắt la tuệ ninh nhìn sang văn hạo nam hạo nam con đã lớn rồi về sau phải dần dần có trách nhiệm với gia đình này dù là người trước đạt được đến độ cao thế nào cũng phải có lúc già đi con chỉ có thể dựa vào chính bản thân con thôi bà vỗ vỗ vai trương dương rồi nói về điểm này trương dương làm tốt hơn con văn hạo nam mỉm cười nói mẹ về sau con sẽ học tập cậu ấy trương dương nói đừng thế chứ quan anh lớn hơn tôi cấp bậc lớn hơn tôi tôi phải học tập anh mới đúng la tuệ ninh không nhịn được cười hai đứa đừng có mang cái lối quan trường về nhà hứa với mẹ đi về sau dù có xảy ra chuyện gì hai đứa cũng phải là anh em tốt cũng phải đối đãi chân thành với nhau la tuệ ninh nói câu này rất chân tình văn hạo nam và trương dương quay ra nhìn nhau gã ôm vai trương dương rồi nói mẹ trương dương chính là em trai ruột của con trương dương nói tôi cũng luôn coi anh là anh ruột tình cảm giữa hai người rõ ràng chưa đến mức độ này câu này nói ra là để an ủi la tuệ ninh mà thôi la tuệ ninh vui vẻ gật đầu bà nói với trương dương yên nhiên là một cô gái tốt con nhất định phải đối xử tốt với người ta đã quyết định kết hôn thì phải đừng trăng hoa nữa dù là ở bên ngoài có nhiều cô gái tốt đến mấy con cũng không được thay lòng đổi dạ làm đàn ông thì phải có trách nhiệm đầu trương đại quan cúi xuống miệng ừ ừ à à la tuệ ninh nói với văn hạo nam hạo nam con đi ra ngoài trước đi mẹ có mấy câu muốn nói riêng với trương dương văn hạo nam đứng dậy rời đi trương dương cảm thấy hơi bồn chồn ho một tiếng rồi nói gì ấy nhỉ mẹ nuôi mẹ có gì muốn biết sao Là tuệ ninh nói mẹ nghe nói con kết nghĩa với mấy đám công tử ở kinh thành chuyện này có thật không? Trương Dương không cần phải giấu La Tuệ Ninh, hắn gật đầu nói, có chuyện này, còn kết nghĩa với Chu Hưng Quốc, từ kiến cơ, tiết vĩ đồng, có điều vì chúng con lúc đó uống say, khướt mướt nên đã kết nghĩa. La Tuệ Ninh điềm đạm đáp, hổ phụ sinh hổ tử, mấy người này sẽ không dễ dàng uống say đâu. Trương Dương hơi ngứa người, mẹ nuôi rõ ràng là có ý cả, bà đang nhắc nhở hắn. Trương Dương nói, mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ chú ý trong việc qua lại với họ. La Tuệ Ninh nói, có câu, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, điều này không phải là vô lý đâu, những con cái nhà chính trị ra đều là có xúc giác rất nhạy bén với chính trị. Mẹ nghe nói Chu Hưng Quốc và Từ Kiến Cơ đầu tư ở Đông Giang, Tiết Vĩ Đồng cũng đầu tư vào khu đô thị mới Đông Giang, có lẽ với con, họ là cứu tinh kịp thời, giúp con giải quyết vấn đề, nhưng con đã bao giờ nghĩ rằng, Trung Quốc lớn như vậy, không thiếu những thành phố có điều kiện tốt hơn Đông Giang, tại sao họ lại chọn Đông Giang? Trương Dương thật sự suy nghĩ về vấn đề này sau khi Chu Hưng Dân được bầu làm tỉnh trưởng đại diện Bình Hải. Nếu như liên hệ giữa việc của Chu Hưng Dân và việc đầu tư của Chu Hưng Quốc, thì mọi việc sẽ trở nên phức tạp. Chẳng lẽ từ lâu trước Chu Hưng Quốc đã ý thức được việc anh họ mình đến Bình Hải, nên đã đi nước cờ này. Còn về Tiết Vĩ Đồng, người này xem ra là một cô gái phóng khoáng, chẳng lẽ cũng đã ngầm tính toán những lợi ích chính trị của mình sao? Nếu như họ đã biết hết mà không nói với người huynh đệ kết nghĩa này thì dã tâm của những người này thật khó lường." La Tuệ Ninh nói, đấu tranh chính trị của Bình Hải chỉ là một mảnh trong đàn chính trị, chỗ nào có người sẽ có đấu tranh, sự phát triển của lịch sử phải đặt trong sự đấu tranh không ngừng nghỉ, không có kẻ thắng mãi mãi, cũng không có ai thua vĩnh viễn, muốn dung thân trên đàn chính trị, cần phải có đầu óc tỉnh táo, "Trương Dương, con không muốn làm việc ở Đông Giang là rất tốt, nếu như tiếp tục ở lại đó, con sẽ trở thành công cụ bị người khác lợi dụng." Trương Dương nói, "Mẹ chính trị quá hiểm ác và cũng quá phức tạp, gần đây con hơi mệt mỏi." La Tuệ Ninh mỉm cười nói, "Trên thế giới vốn chẳng có con đường nào nguy hiểm hơn Sĩ Đồ, mẹ không hiểu tại sao ai cũng xông lên đó, con đường này chẳng có ai trở thành người thắng lợi, dù là thắng lợi cũng chỉ là tạm thời mà thôi." Trương Dương gật đầu, trước mặt La Tuệ Ninh hắn có thể nói hết lòng mình, hắn thấp giọng nói, "Mẹ nuôi, thật ra trước kia có rất nhiều lời đồn ở Bình Hải, nói rằng lần phiền toái này của Kiều gia có liên quan đến cha nuôi." Là tuệ ninh mỉm cười nói, mẹ cũng nghe nói vậy, con có tin không? Trương Dương lắc đầu nói, mới bắt đầu con còn hơi tin, nhưng sau đấy biết được Chu Hưng dân đến Bình Hải làm tỉnh trường, con cảm thấy việc này rất có thể có người khác đứng đằng sau. Là tuệ ninh nói, rất nhiều việc đừng nói là con không nhìn thấu được, dù là mẹ cũng vậy thôi. Bà khẽ thở dài nói, sự phức tạp của thế giới được sinh ra vì con dùng ánh mắt phức tạp để nhìn thế giới này, nếu như con muốn sống đơn giản một chút thì phải rời xa những thứ phức tạp này trương dương gật đầu thật ra hắn rất hiểu những lời la tuệ ninh nói la tuệ ninh nói lúc nào con cũng nói muốn thăng quan nhưng mẹ có thể nhận ra con không quá thích quyền lực mặt này thì hạo nam thích hơn con trương dương nói ai mà không muốn thăng quan chứ la tuệ ninh mỉm cười chút nữa mẹ sẽ giúp con nói mẹ thấy lần này có lẽ có cơ hội Trương Dương lờ mờ cảm nhận thấy lần này cuối cùng đã có một bước phát triển lớn trên sĩ đồ, có điều trước khi sự việc chắc chắn, hắn cũng không dám lạc quan sớm, tóm lại là hắn đã xác định chọn lựa của mình, không nên tiếp tục ở lại Đông Giang nữa, sống dưới con mắt của Nhạc phụ đại nhân, thật sự quá áp lực, hương vị bị người khác lợi dụng thật chẳng dễ chịu gì. Trương Dương nhớ đến một chuyện, khi còn ở Đông Giang, đệ tử của Thiên Trì Tiên Sinh là Hoàng Nhàn Vân từng nhờ hắn liên lạc với La Tuệ Ninh muốn mở một cuộc triển lãm tác phẩm của thiên trì tiên sinh ở nhật bản thế là trương dương nói chuyện này la tuệ ninh nghe thấy cái tên của hoàng nhàn vân ngay lập tức trao trao mày tại sao ông ta không trực tiếp đến tìm ta trương dương nói lúc đó con cũng hỏi ông ấy như vậy có điều ông ấy nói chưa từng gặp mẹ vì vậy mới chuyển lời thông qua con la tuệ ninh cười điềm đạm thật sự mẹ chưa gặp ông ta bao giờ trương dương ý thức được la tuệ ninh rất lạnh nhạt với hoàng nhàn vân nên cẩn thận nói, mẹ, con không hiểu về ông ta lắm, chỉ là một đồng nghiệp của con là cháu của ông ta, ông ta đã tìm đến con thông qua người đó, có điều người này quả thật viết chữ rất đẹp. Là tuệ ninh nói, chữ đẹp chưa chắc nhân phẩm đã tốt, khi còn sống tiên sinh cũng rất thích thư pháp của Hoàng Nhàn Vân, nhưng bình thường rất ít khi nhắc đến người này. Trương Dương nói, có lẽ là do tiên sinh không thích ông ấy chăng? Là tuệ ninh nói, những sự việc cụ thể thì mẹ không rõ, có điều trước khi tiên sinh mất không nhắc đến ông ta. Nói đến độ này, Trương Dương đã hiểu, Hoàng Nhàn Vân là đệ tử xuất sắc nhất và cũng là người có hy vọng thừa kế nhất trong đa số đệ tử thiên trì tiên sinh nhưng trước khi mất thiên trì tiên sinh cũng không nhắc đến có gì căn dặn y, điều này có thể chứng minh nhất định thiên trì tiên sinh khá xa cách với người đệ tử này. Mặc dù Trương Dương hơi kỳ lạ, cảm giác của Hoàng Nhàn Vân gây cho hắn vẫn khá tốt, rất siêu phàm thoát tục, lại đầy tài năng, người như thế này rốt cuộc đã làm việc gì, mới khiến cho thiên chỉ tiên sinh thất vọng về ông ta như vậy. Có điều Trương Dương cũng không tiếp tục nhắc đến chuyện này nữa. Trương Dương vốn muốn cùng sở yên nhiên về Bình Hải, sắp đến Tết rồi, Trương Dương phải sắp xếp một chút công việc ở Bình Hải, sau đó về Xuân Dương ăn Tết, nhưng không ngờ lúc này Kiều Bằng Phi gọi điện cho hắn, Kiều Bằng Phi đã trở về từ Tây Tạc, lần này tìm đến Trương Dương là vì bác của gã Kiều Bằng Cử bị ốm, vì vậy muốn gọi Trương Dương đến để thăm giúp. Vì Sở Yên Nhiên đã hẹn với bà ngoại gặp mặt ở Đông Giang, vì vậy cô ấy chỉ có thể về trước, trước khi đi lại nhắc nhở Trương Dương, nếu thật sự bẩn quá thì không cần phải vội vàng về làm gì, có thể thấy rằng Sở Yên Nhiên ngày càng dịu dàng với Trương Dương. tiễn Sở Yên Nhiên đi, Trương Dương đương nhiên không cần phải ở trong biệt thự của Chu Hưng Quốc nữa, hắn và Kiều Bằng Phi đã hẹn nhau, để Kiều Bằng Phi lái xe đến đón hắn. Chương 1273, càng gần hơn ba Người cùng đến với Kiều Bằng Phi còn có con trai phó bí thư khu tự trị Tây Tạng là Viên Tân Quân, gã cũng đến Kinh Thành để ăn Tết, vì mấy người lâu lắm không gặp nên tỏ ra khá thân thiết. Cuộc sống quân đội mấy năm đã luyện rèn khá tốt cho Kiều Bằng Phi, giờ đây trên mặt Kiều Bằng Phi đã không còn thấy nét ngông cuồng của thời trai trẻ nữa, gã đã thành thục hơn rất nhiều, và cũng bình ổn hơn rất nhiều, gã bắt tay Trương Dương rồi nói Trương Dương lần này tôi đến để nhờ anh đấy. Trương Dương cười nói, xem anh kia, đều là bạn nhau cả sao còn khách sáo vậy viên tân quân khá hiếu kỳ với căn biệt thự này của chu hưng quốc gã thò đầu vào bên trong nhìn và nói tòa nhà này là của chu lão đại đúng không thật là đẹp quá chút nữa phải bảo anh ấy tài trợ chút kinh phí cho hiệp hội bảo vệ bò của chúng tôi mới được tên này vẫn kiên trì làm việc bảo vệ bò trương dương lên xe viên tân quân bảo kiều bằng cử để gã đến cửa đại học dân tộc sau đó viên tân quân rời đi Trương Dương nhìn bóng đằng sau của gã rồi nói: "Tiểu tử này đến đây làm gì thế?" Kiều Bằng Phi nói: "Ông của anh ta là giáo sư ở đây, mấy năm gần đây mọi người đều ăn Tết ở đây cả." Trương Dương gật đầu, nghĩ đến hôm nay đã là ngày 29 Tết, không khí Tết ngày càng rộn ràng khắp mọi nơi, lúc này, đại đa số mọi người đã về quê cả rồi, mà hắn vẫn ở lại kinh thành, hắn thấp giọng nói: "Bí thư Kiều sao rồi?" Kiều Bằng Phi nói: "Tôi cũng không rõ nữa." ông nội tôi bảo tôi gọi điện cho anh mà gã khởi động xe đi về đằng trước gần đây kiều gia đã gặp phải những cơn sóng thấp về chính trị vì kiều bằng cử mà gây nên một loạt phiền toái như thế này làm cho tất cả mọi người trong gia đình đều có tâm trạng không tốt trương dương nói lần này về đây còn định đi nữa không kiều bằng phi cười nói vẫn phải đi nữa chứ đã là đi nghĩa vụ thì phải đi cho đủ thời gian nếu về giữa chừng thì tôi sẽ bị người ta gọi là trốn binh đấy Trương Dương nói, tình hình của Mộng viện gần đây thế nào rồi? Nhắc đến Kiều Mộng viện, Kiều Bằng Phi liền trở nên yên lặng, một lúc sau mới nói, tình hình của Mộng viện không được tốt lắm, gần đây cô ấy đang tụng kinh niệm Phật, thời duy đã đến đón cô ấy, hôm nay có lẽ là hai người về đến nhà rồi. Trương Dương gật đầu, sự lo lắng của hắn đối với Kiều Mộng viện đã giảm đi rất nhiều. Với Kiều gia, cái Tết năm nay có lẽ là cái Tết ảm đạm nhất với họ từ những năm 80 trở lại đây những người trẻ tuổi trong kiều gia đều có cảm giác lạnh giá họ cảm thấy khủng hoảng từ tận đáy lòng sợ rằng lần phong ba chính trị này sẽ làm cho kiều gia không thể nào trở mình dậy nổi nữa chỉ khi nguy cơ thật sự xảy đến họ mới phát hiện vòng hào quang trước kia mình có là do gia tộc ban cho rời khỏi hai chữ kiều gia họ chẳng còn gì nữa kiều bằng phi là người đầu óc khá tỉnh táo trong trận bão táp này lần này vì có những trải nghiệm khi ở tây tạng gã thật sự cảm thấy nguy hiểm cũng ý thức được mình nên có trách nhiệm với gia tộc của mình có lẽ đây là trách nhiệm sứ mệnh mà người ta thường nói đến nếu nói rằng kiều gia vẫn còn một người không hề thay đổi quy luật sống của mình thì đó là kiều lão khi trương dương đến kiều gia kiều lão đang bê đi bê lại một hòn đá gần đây kiều lão đã đặt hẳn hòn đá đó trên bàn trương dương cung kính nói kiều lão hòn đá này đẹp lắm kiều lão cười hì hì nói chỗ nào đẹp là thời duy mua ở chợ về đấy tứ bất tượng đến giờ ta vẫn chưa nhìn ra hòn đá này đẹp ở chỗ nào cả Trương Dương bước đến, giơ tay sờ vào hòn đá, ấn nhẹ nhẹ, rồi bỏ tay ra, hòn đá lắc la lắc lư trên bàn, Trương Dương cười nói, đây rõ ràng là một con lật đật. Kiều lão nhìn sang Trương Dương, rồi lại nhìn sang hòn đá vẫn lắc lư, cười nói, đừng nói nhé, đúng là hơi thú vị. Trương đại quan chỉ là tiện miệng nói ra mà thôi, sau khi nói ra, mới nghĩ đến việc Kiều lão liệu có hiểu lầm hay không, con lật đật mà hắn nói không phải là ám chỉ y. Kiều lão có lẽ cũng không nghĩ nhiều y cười nói, đến kinh thành từ bao giờ thế? Trương Dương nói, ngày kia, vốn dĩ hôm nay định về Bình Hải ăn Tết, kết quả nhận được sự hiệu triệu của ông, nên tôi chỉ có thể lùi lại một ngày. Kiều Lão nói, xem ra là do tôi làm lỡ việc của cậu rồi, ở lại kinh thành ăn Tết cũng là một lựa chọn tốt, kinh thành không khí Tết rất rộn ràng. Trương Dương nói, Kiều Lão không khỏe ư. Kiều Lão chỉ trên lầu. Trương Dương cùng y đến phòng sưởi nắng ở lầu 2, kiều lão bảo người giúp việc đi pha trà rồi ngồi xuống cùng trương dương hưởng thụ ánh mặt trời buổi sáng kiều lão nói ngày hôm kia có tuyết nó không cẩn thận bị ngã khi lấy tay trái để chống dưới đất không cẩn thận đã bị thương bệnh viện chẩn đoán nói rằng dạn xương trước kia tôi đã từng nghe mộng viện nói cậu rất giỏi về xương cốt nên bảo cậu đến đây để xem giúp nó trương dương cười nói không vấn đề gì bí thư kiều đang ở đâu vậy kiều lão nói đi chụp x quang ở bệnh viện rồi Trương Dương bưng cốc trà lên, nhấm một ngụm. Từ khi đến Kiều gia, hắn luôn quan sát Kiều Lão. Nếu so sánh với lần trước hắn gặp Kiều Lão, thì không có bất kỳ sự thay đổi nào hết. Thậm chí có thể nói rằng tinh thần của Kiều Lão còn tốt hơn trước một chút. Mặt đỏ hồng, thần thái nhàn nhã, Trương Đại Quan tự cảm thán, chính trị gia tiền bối đúng là không giống. Thần thái nhàn nhã này không phải ai cũng có thể rèn luyện mà thành. Trương Dương nói, năm nay bằng cử có về ăn tết không ạ? Kiều Lão lắc đầu, rồi hỏi lại, nếu là cậu thì cậu còn dám về không? Trương Dương cười nói, có gì mà không dám, có một vài việc làm rồi thì thôi, trốn tránh chẳng có tác dụng gì hết, dù gì cũng phải đối mặt với nó mà thôi. Kiều Lão cười, y không hề né tránh sự thích thú với Trương Dương, Kiều ra chúng ta nhiều con cái như vậy, mà chẳng có mấy đứa to gan lớn mật như cậu. Trương Dương nói, tôi đây đâu có phải là to gan lớn mật, mà là mặt dày hơn một chút thôi. Kiều lão mỉm cười nói, mặt dày chính là biểu hiện của tố chất tâm lý cứng rắn, đúng rồi, lần này cậu đến kinh thành là để làm gì vậy? Trương Dương nói, một là đến để chúng tết cha nuôi mẹ nuôi tôi, hai là báo với họ về vấn đề tôi sắp kết hôn. Kiều lão nói, cậu sắp kết hôn rồi sao? Con gai của Hoài Minh à. Trương Dương gật đầu. Kiều lão cười nói, việc vui lớn đây, kết hôn là chuyện lớn của đời người, đến hôm cậu kết hôn nhớ đừng quên mời tôi đi uống chén rượu đấy. Kiều lão có thể chủ động đưa ra yêu cầu này là đã nể mặt Trương Dương lắm, Trương Đại Quan mừng rõ gật đầu lia lia, nhưng trong lòng không khỏi nhớ đến Kiều Mộng Viện, không biết rằng chuyện hôn nhân giữa Kiều Gia và Chu Gia có phải là thật hay không, với mưu lược của Kiều lão cũng đâu cần dùng con cháu để đổi lấy lợi ích. Trương Dương luôn cảm thấy sự việc này không có khả năng xảy ra lắm, khi hắn đang chuẩn bị thăm dò việc này từ Kiều lão, Kiều Trấn Lương đã về từ bệnh viện. Kiều Trấn Lương không biết rằng Trương Dương sẽ đến, nhìn thấy trương dương xuất hiện trước mặt mình rõ ràng hơi ngạc nhiên có điều y vẫn biểu lộ sự hoan nghênh với trương dương trương dương đến rồi kiều lão bước đến và nói là do tôi bảo cậu ta đến đó để giúp anh xem cánh tay thế nào kiều trấn lương cảm động vì sự quan tâm của cha y cười nói cha con đâu có sao bác sĩ nói chỉ là dạn xương nhẹ thôi con chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được rồi trương dương nhìn thấy kiều trấn lương nẹp tay liền bảo y ngồi xuống Cầm tấm phim của y lên xem, đúng là giống như Kiều Trấn Lương nói vậy, vết thương ở xương của y không hề nghiêm trọng. Trương Dương nói, vết thương này không cần phải nẹp tay đâu, chút nữa tôi sẽ bốc chút thuốc ở phòng thuốc, trong 3 ngày bí thư Kiều đảm bảo sẽ hồi phục ngay. Kiều Trấn Lương biết bản lĩnh của Trương Dương, vừa nãy bệnh viện còn bảo với y rằng ít nhất phải một tháng, đến chỗ Trương Dương đã rút ngắn xuống còn 3 ngày rồi, ai mà không hy vọng vết thương của mình khỏi nhanh cơ chứ? Nghe thấy tin này, Kiều Trấn Lương cảm thấy vô cùng mừng rỡ là bí thư tỉnh ủy tiền nhiệm của Bình Hải, Kiều Trấn Lương đương nhiên không thể trốn tránh vấn đề của Bình Hải, y chủ động hỏi Trương Dương về tình hình gần đây của Bình Hải. Trương Dương nói, Bình Hải giờ đây vẫn tiến lên phía trước ổn định bằng phương châm chính sách trước kia của bí thư Kiều. Nghe câu này của Trương Dương, Kiều Trấn Lương liền không cười nữa, tiểu tử này đã danh mãnh hơn xưa nhiều rồi, câu này nói không sai sót gì, Kiều Trấn Lương không tin rằng giờ đây Bình Hải không khác gì với trước kia, có lẽ trong thời gian ngắn không có gì thay đổi, nhưng cùng với thời gian trôi đi, Tống Hoài Minh nhất định sẽ phải thực hiện một cuộc cải cách. Đối mặt với Kiều Trấn Lương, Trương Dương khó tránh được nghĩ đến việc của bức lậu thất minh. Sự thật đã chứng minh Diêm Quốc Đào không phải là người đã bán đứng hắn, người biết chuyện này vốn không nhiều, vì vậy Trương Dương đổ dồn hết tất cả nghi ngờ lên người Kiều Trấn Lương. Trương Dương luôn không nghĩ ra lý do tại sao Kiều Trấn Lương phải chủ động lật tẩy chuyện này. Chẳng lẽ chỉ vì làm tống Hoài Minh khó coi ư, rất nhiều việc làm của Kiều Trấn Lương không phải là thứ Trương Dương có thể đoán ra. Trương 1274, tuổi trẻ ngung cuồng 1 Điều Trương Dương không ngờ được là, Kiều Trấn Lương lại chủ động nhắc đến chuyện này, bức, lậu thất minh, tôi đã bảo mộng viện đưa cho cậu, tại sao cậu lại không nhận? Trương Dương cười nói, bí thư Kiều, quân tử không cướp thứ người ta thích, tôi chẳng có hứng thú gì với việc siêu tầm. Vì vậy bức của Hoàng Nhàn Vân đó không có giá trị gì với tôi, nhưng nó lại có ý nghĩa cực kỳ to lớn với Bí thư Kiều." Kiều Trấn Lương nói, "Lúc đầu chúng ta đã nói với nhau, bức chữ đó là để cho tôi mượn và ngắm, mượn được thì phải trả được, làm gì có chuyện mượn đồ người khác rồi lại nuốt luôn chứ?" Trương Dương nói, "Bí thư Kiều đã trả rồi." Nói đến đây, hắn cố ý dừng một chút rồi tiếp, "Nhưng là tôi không lấy thôi." Kiều Trấn Lương lộ ra một nụ cười thâm trầm. Trương Dương thông minh hơn nhiều so với tưởng tượng của y. Kiều Trấn Lương nheo mắt nhìn ánh mặt trời ngày càng sáng hơn, rồi nhẹ nhàng nói, gần đây rất ít những đồng chí Bình Hải đến thăm tôi. Trương Dương cười nói, nếu không phải vì hôm nay bằng phi tìm đến tôi thì tôi cũng không đến. Kiều Trấn Lương gật đầu nói, tôi biết, người vừa đi trà đã nguội, giờ đây y đã không còn là bí thư tỉnh ủy của Bình Hải nữa, còn gia tộc của y cũng đang ở vào trạng thái khó khăn làm sao hy vọng người ta quan tâm đến y như trước đó nữa kiều trấn lương hiểu rất rõ điều này trương dương nói có điều tôi không phải không phải là vì ông không còn là bí thư tỉnh ủy bình hải nữa tôi tưởng rằng gần đây ông muốn yên tĩnh không muốn gặp tôi kiều trấn lương cười ha ha nói trương dương trông tôi có phải là dạng ủ rột thế không những thay đổi về công việc là điều hết sức bình thường nếu như tôi còn chẳng có khả năng thích ứng thế này thì làm sao làm tốt công việc được trương dương cười nói gặp được bí thư kiều tôi mới biết thế nào là tấm lòng rộng mở hèn chi người ta đều nói rằng bụng của tể tưởng có thể chứa cả con thuyền tên này không bỏ lỡ cơ hội nịnh nọt kiều trấn lương mặc dù hắn biết rằng không cần thiết phải nịnh nọt nhưng câu này lại làm cho kiều trấn lương rất vui thời duy và kiều mộng viện cùng trở về thấy trương dương ở trong nhà họ thời duy xúc động gọi trương dương sao anh lại ở đây trương đại quan cười nói vừa đúng lúc tôi đến kinh thành nên tiện thể tới đây thăm bí thư kiều và kiều lão ánh mắt của hắn nhìn sang kiều mộng viện lâu rồi không gặp sắc mặt của kiều mộng viện trắng xanh như có bệnh ánh mắt cũng không còn tinh nhanh như trước nữa kiều mộng viện cố gắng nở một nụ cười với trương dương rồi nói anh đến rồi à trương dương gật đầu hắn vỗ vỗ vào gáy mình ôi cha chỉ mải nói chuyện tôi quên mất mục đích mình đến đây rồi bí thư kiều tôi đi bốc thuốc cho ông hắn đứng dậy Nói với Kiều Mộng Viện và Thời Duy, "Mộng Viện, Thời Duy, hai người không có việc gì làm đúng không? Lái xe đưa tôi qua đó đi." Thời Duy nói, "Để chị tôi đi cùng anh đi, tôi còn có chút việc phải làm." Thật ra Trương Đại Quan không hề định bảo cô ấy đi cùng, hắn nói như vậy là để lợi dụng Thời Duy để che đậy, không muốn bộc lộ ra mục đích của mình. Kiều Mộng Viện gật đầu, Trương Dương và cô cùng ra ngoài lên chiếc Cadillac của Kiều Mộng Viện, sau khi khởi động xe ô tô, Trương Dương nhìn vẻ mặt Kiều Mộng Viện, rồi đau lòng nói cô gầy đi rồi. Kiều Mộng Viện không nói gì, chiếc xe chậm chậm đi ra đằng trước, Trương Dương cố lấy dũng khí, giơ tay ra, nắm lên bàn tay đang lái xe của Kiều Mộng Viện, hắn rõ ràng cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể Kiều Mộng Viện, nhưng Kiều Mộng Viện không từ chối, để cho hắn làm ấm bàn tay của mình. Trương Dương nói, tại sao không nghe điện thoại của tôi, tại sao lại tắt máy? Kiều Mộng Viện nhẹ nhàng nói, tôi muốn yên tĩnh một chút. Con người sống ở trên đời có rất nhiều thứ không thể né tránh được đâu. Kiều Mộng Viện cười điềm đạm, chỉ cần muốn tránh là tránh được thôi. Trương Dương nói, cô đang tháo chạy điều gì? Kiều Mộng Viện nói, tất cả. Cả tôi sao? Ánh mắt của Trương đại quan nhìn thẳng vào cô, Kiều Mộng Viện rất muốn tránh, nhưng trong không gian chật hẹp này làm cho cô không thể tránh được. Kiều Mộng Viện nói, nghe nói anh và Yên Nhiên sắp kết hôn rồi, chúc mừng anh. Trương Dương gật đầu nói, cảm ơn tôi cũng nghe nói một vài tin tức liên quan đến cô. Kiều Mộng Viện nhẹ nhàng rút tay ra khỏi hắn, điềm đạm nói, xem ra chúng ta đã học được cách giao lưu qua người khác, không biết đây là tiến bộ hay là thụt lùi đây. Trương Dương nói, nếu đã không thích, tại sao phải miễn cưỡng bản thân mình? Kiều Mộng Viện phanh xe, đã đến tiệm thuốc rồi. Trương đại quan chỉ cần 5 phút là đã bốc được hết số thuốc hắn cần, hắn vốn muốn tìm một chỗ để nói chuyện với Kiều Mộng Viện, nhưng Kiều Mộng Viện đã từ chối. Vì vậy cuộc nói chuyện của họ chỉ có thể ở trong xe, Trương Dương đột nhiên nghĩ lại thời gian khi hứa ra Dũng vừa chết, Kiều Mộng Viện cũng ở trong trạng thái thế này, nhưng lần này dường như kiên quyết hơn lần trước. Khi đối mặt với vấn đề của Kiều Mộng Viện, Trương Đại Quan luôn tỏ ra khó xử, hắn không dám làm gì, hắn không dám nói những gì mình nghĩ ra, vì hắn không dám hứa một cách dễ dàng, vì vậy hắn trở nên thiếu dũng cảm, nhưng hắn lại không thể nhìn Kiều Mộng Viện đi vào khu rừng thăm thẳng. Trên thực tế, với Trương Đại Quan, ngoài hắn chẳng có ai có thể làm cho Kiều Mộng Viện hạnh phúc, dù là Kiều Mộng Viện có thể lựa chọn Chu Gia, người đó còn là anh em kết nghĩa với hắn. Tình hình gần đây của Kiều Mộng Viện làm cho hắn cảm thấy lo lắng vô cùng, hắn muốn tìm ra con đường đi đến trái tim Kiều Mộng Viện, nhưng đáng tiếc không biết phải làm thế nào. Trên đường về nhà, Kiều Mộng Viện luôn yên lặng, dù là Trương Dương nói chuyện với cô thế nào, cô cũng không muốn nói lại, Trương Đại Quan cũng chẳng còn biết làm gì hơn. Đến Kiều Gia, Đầu tiên là nấu thuốc cho Kiều Trấn Lương, buổi trưa hôm đó ăn cơm ở kiều gia, vốn dĩ hắn muốn tìm cơ hội nói chuyện với Kiều Mộng Viện, nhưng đáng tiếc vì Kiều Mộng Viện cố ý lảng tránh hắn, nên không tìm được cơ hội thích hợp. Sau khi ăn cơm, Kiều lão lại gọi Trương Dương vào trong phòng để hỏi mấy vấn đề bồi dưỡng cơ thể, dù là không thể tấn công chính diện, Trương đại quan chỉ còn có cách đi đường vòng, hắn cố ý nói với Kiều lão, Kiều lão, tôi nghe nói Mộng Viện sắp đính hôn rồi sao? thái độ của kiều lão hơi ngạc nhiên sao tôi không biết lần này làm cho trương đại quan ngớ ra hắn cười gượng gạo tôi chỉ là nghe người khác nói kiều lão ông đừng trách tôi lắm chuyện ai nói với cậu vậy mộng viện nói sao trương dương nói không là tôi thấy gần đây tâm trạng của cô ấy không được tốt kiều lão nói trương dương cậu và mộng viện đều là bạn tốt tôi hy vọng rằng cậu có thể nhân cơ hội lần này để giúp an ủi nó Kiều lão thở dài nói, tôi cũng để ý gần đây tình trạng của nó không tốt, tôi luôn lo lắng cho nó, nhưng tính cách của đứa cháu này của tôi lại quá mạnh mẽ, dù là có chuyện lớn đến đâu cũng chỉ giấu trong lòng, một mình gặm nhấm. Trương Dương gật đầu nói, chút nữa tôi sẽ hẹn họ đi ra ngoài nói chuyện. Kiều lão cười nói, được thôi, cùng ra ngoài chơi là điều tốt nhất, người trẻ tuổi phải học được cách giảm bớt áp lực. Được Kiều lão đề nghị, Trương Dương và Kiều Bằng Phi, Kiều Mộng Viện, thời duy cùng ra ngoài chơi. Kiều bằng phi đề nghị đi trường ngựa Tây Sơn, ở đó gần đây mở một câu lạc bộ thể thao, ngoài đua ngựa, bắn súng còn rất nhiều môn thể thao khác nữa. Sau khi mấy người trẻ tuổi rời đi, Kiều lão gọi Kiều Trấn Lương vào trong phòng mình, đầu tiên Kiều lão quan tâm hỏi về cánh tay của con trai. Kiều Trấn Lương cười nói, thuốc của Trương Dương rất hiệu nghiệm, vừa mới đắp vào mà đã cảm thấy toàn thân nóng lên, không còn đau nữa. Kiều lão nói, Trương Dương đúng là một nhân tài, rất ít thấy người trẻ tuổi thế này. Kiều Trấn Lương nói, thật sự là tốt. Kiều Lão nói, thật ra lúc đầu, cha còn nghĩ về việc để nó làm cháu rể kia, cha có thể thấy rằng, mộng viện rất thích cậu ta. Kiều Trấn Lương ngước đầu, nhìn ánh mắt của cha, y hơi ngạc nhiên, người ngoài là người sáng suốt, cha y có thể nhận ra mộng viện có tình cảm với Trương Dương là điều không hề kỳ lạ. Thật ra Kiều Trấn Lương cũng biết điều đó, người mà con gái thật sự yêu thích là ai, y rất rõ, Kiều Trấn Lương nói, đáng tiếc Trương Dương đã trở thành con rể nhà tống ra rồi, không nên nhắc đến chuyện này nữa." Kiều lão nói, gần đây rất nhiều người đều đang nói về chuyện thông gia của Ngộng viện và tiểu tử Chu gia. Kiều Trấn Lương cười nói, vợ của Tô Kiến Dương rất nhiệt tình, là bà ấy chủ động nói đến chuyện này, cha cũng biết về Chu Hưng Quốc đấy, có thể coi là người giỏi trong số người trẻ tuổi, điều kiện hai nhà chúng ta cũng tương đương, vì vậy con không có lý do để phản đối. Hai đứa đã gặp mặt một lần, còn về việc phát triển sau này thì phải để thuận theo tự nhiên thôi." còn lâu mới đến lúc nói về chuyện kết hôn. Ánh mắt của Kiều Lão nhìn thẳng vào con mắt của Kiều Trấn Lương, điều này làm cho Kiều Trấn Lương cảm thấy không thoải mái, y bồn chồn cha, cha muốn nói gì. Kiều Lão nói, cuộc đời bất cứ ai đều không thể cứ mãi ở vào đỉnh cao, có đỉnh cao thì phải có vực sâu, nhưng dù là ở bất cứ thời điểm nào, đều phải giữ cho đầu óc tỉnh táo, đều phải hiểu một chuyện, giải quyết vấn đề quan trọng là nằm ở mình, chứ không phải là mượn tay người khác. Cha không biết cảm giác của mộng viện với con chu gia thế nào, nhưng trong lúc này, nếu như chúng ta liên hôn với chu gia, người ta sẽ tưởng rằng đây là một loại thông gia giả tạo, họ sẽ nói rằng chúng ta lợi dụng họ, đồng nghĩa với việc chúng ta tuyên bố với tất cả mọi người, chúng ta đang bị thụt lùi, muốn lợi dụng cách này để níu kéo lại đỉnh cao, chẳng lẽ Kiều Trấn Lương con đã đến lúc không còn đường nào rồi sao? Chẳng lẽ đã đến mức độ phải bán con gái mình để đổi lấy lợi ích chính trị rồi sao? Kiều Trấn Lương đầu đầy mồ hôi, mặt đỏ bừng lên, cha, con không như vậy. Kiều lão nói, cha không can thiệp vào chuyện tình cảm của mộng viện, nhưng cha không cho phép bất cứ ai quyết định thay cho nó, tương lai của nó phải để tự nó quyết định, phiền phức do bằng cử gây ra, chính mộng viện đã từ bỏ tất cả sự nghiệp của mình không chút do dự, rất dũng cảm, rất phóng khoáng, kiều ra chúng ta nhiều con cháu như vậy, đâu có đứa thứ hai làm được như nó, nó là cô cháu gái cha thích nhất. Cha nhất định phải để nó được hạnh phúc. Trương Dương nhận được cuộc điện thoại báo bình an của Sở Yên Nhiên, Trương Dương nói rằng năm nay mình có thể không về được để ăn Tết, Sở Yên Nhiên không tỏ thái độ gì, bảo hắn chơi vui ở Kinh Thành, bà ngoại cô ấy cũng sẽ hiểu cho Trương Dương. Trương Đại Quan đột nhiên nghĩ đến việc không ai hiểu chồng bằng vợ, cúp điện thoại, phát hiện ra thời Duy đã dựa vào ghế của mình, ánh mắt nhìn chầm chầm vào hắn. Trương Dương nói, sao cô lại nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy? Gần đây tôi đâu có đắc tội với cô. Thời Duy nói, anh có đắc tội với tôi không đâu liên quan gì đến việc tôi nhìn anh có thuận mắt hay không. Trương đại quan cười khổ hạnh, đã bao giờ cô thấy thuận mắt với tôi đâu. Thời Duy nói, hạnh phúc nhỉ, gọi điện vui nhỉ, trái tim sắp rơi ra rồi nhỉ. Trương đại quan nói, cô không chịu được tôi hạnh phúc à? Cô ghen tị à? Thời Duy phùng má nói, anh mà tôi cũng phải ghen tị sao? Trương Dương nói, tôi chỉ là một nông dân, có thể ăn no mặc ấm có vợ có con là đã hạnh phúc rồi, tôi rất bình thường. Không đợi thời Duy nói mình, Trương Đại Quan đã tự bình phẩm về mình như vậy. Thời Duy nói, anh cũng có chút tự nhận thức về bản thân đấy. Trương 1275, tuổi trẻ ngung cuồng 2. Đây là cô đang khen tôi hay đang mắng tôi vậy? Sao tôi không nhận ra chứ? Thời Duy lại thở dài nói, IQ là do trời cho, đừng cố miễn cưỡng bản thân mình, không thể miễn cưỡng được đâu. Trương Đại Quan cười, Kiều Bằng Cử đang lái xe cũng cười, mặc dù Kiều Mộng Viện không cười, nhưng lại quay mặt đi. Trương Dương nói, đàn ông tốt không đấu đá với phụ nữ. Thời Duy lại vỗ vai hắn rồi nói, bao giờ thì anh kết hôn với sở yên nhiên. Trương Dương nói, còn chưa định ngày, có lẽ cũng trong mấy năm nay thôi. Sao, cô muốn theo đuổi tôi à? Thời Duy xét ngược đôi lông mày, coi anh kìa. Trương Dương ngay kéo chiếc gương xuống, rồi nhìn vào trong, tự nói, đâu có xấu, đẹp trai ra phết đó chứ, chỉ là hơi đen thôi, có điều giờ chẳng phải đang mốt ra màu đồng sao. Đây gọi là sexy đó, thời duy, sao cô chẳng biết nhìn nhận cái đẹp gì vậy. Trương đại quan tự khen là giả, hắn lợi dụng chiếc gương để quan sát kiều mộng viện mới là thật, ánh mắt của kiều mộng viện nhìn về đằng trước, nhưng ý thức được ánh mắt của Trương Dương lại đang nhìn mình, liền vội vàng tránh, giả vờ nhìn phong cảnh bên ngoài xe. Thời Duy nói, Trương Dương, tôi thật không hiểu nổi, sao ra mặt anh lại dày đến thế nếu không có chuyện gì làm thì anh đi so mặt mình với tường thành xem xem ai dày hơn trương dương nói nghiên cứu khoa học đã phát hiện ra đại đa số phái nữ khi nghĩ hết mọi cách cố gắng hết sức để theo đuổi một người đàn ông ưu tú luôn muốn thông qua hành động thế này để gây sự chú ý thậm chí thiện cảm của người đàn ông cô chính là đang làm như vậy với tôi thời duy đỏ mặt nói sì sí. cô giơ tay đánh vào đầu trương dương rồi nói đúng là tự sướng chỉ có cô ngốc như sở yên nhiên mới coi anh là của quý thôi trong mắt tôi anh anh còn chẳng bằng một cục phân trương dương nói thật đúng là làm khó cô buổi trưa còn phải ăn cơm với tôi nữa tố chất tâm lý của cô thật là tốt đấy đối mặt với một đống phân mà còn ăn ngon lành được giờ đây còn phải ngồi cùng một đống phân trên xe vừa rồi cô sợ tôi đúng không không rửa tay à nhà đầu với thói quen vệ sinh này của cô về sau ai dám lấy cô chứ kiều bằng phi không thể chịu nổi nữa hắn cười to lên, không làm chủ được tay lái nữa, vội vàng phanh xe. Kiều mộng viện cuối cùng không chịu được nữa liền cười lên, cô cười rồi mắng, hai người có thôi không, kinh quá. Thời Duy bị Trương Dương nói làm cho đỏ bừng mặt, cô không thể đấu lý với Trương Dương, chỉ có thể động thủ, cô tóm lấy tay Trương Dương, Trương Dương, dù anh có là một đống phân hôm nay tôi cũng phải xử lý anh. Đừng đừng, cô hận tôi như vậy, thì nuốt sạch cho rồi, vừa giải hận, lại vừa bảo vệ môi trường. Kiều bằng cử ôm bụng cười, nước mắt chảy cả ra, xin hai người, đừng nói nữa, nói nữa là tai nạn bây giờ đó. Kiều Mộng Viện nói, hai người đúng là kinh tởm hết sức, không được phép nói nữa, tết nhất rồi, kinh không cơ chứ. Dưới sự điều đình đa phương, Trương đại quan và Thời Duy đã ký kết hiệp ước đình chiến tạm thời. Trương đại quan khi xuống xe đã tổng kết cuộc chiến tranh giữa hắn và Thời Duy, giữa nam với nữ có thể hận nhau đến đâu được cơ chứ? Kiều Bằng Phi nói, anh cảm thấy giữa nam nữ nên là quan hệ gì? Trương Dương nói, ngoài tình thì là thù, thù hết rồi thì còn lại tình, thời duy, hai chúng ta đã thù xong rồi, còn lại chỉ là tình cảm thôi. Thời duy trừng mắt, quát cút xéo. Trương Đại Quan cười ha ha, quả nhiên phụ nữ thật thù dai. Ông chủ trường ngựa Tây Sơn địch danh vọng, cũng là một nhân vật trong thái tử kinh thành, có điều ra thế không thể so sánh với kiểu gia, mặc dù đã 29 Tết, nhưng số người đến chơi vẫn không ít, trường ngựa này thật ra cũng đã trở thành một câu lạc bộ cao cấp của kinh thành, mặc dù không có chế độ hội viên, nhưng việc thu phí đắt đỏ cũng làm cho người bình thường không thể nào với tới. Địch Danh vọng và Kiều Bằng Phi đã quen nhau từ lâu, trên đường Kiều Bằng Phi đến đây, đã gọi điện hẹn trước với gã rồi, mặc dù gần đây Kiều gia gặp phải một chút phiền phức, nhưng sức ảnh hưởng của Kiều gia cũng không phải là thứ người bình thường có thể so bì. Địch Danh vọng đến chuồng ngựa đợi nhanh chóng xuất hiện trước xe của họ để đón tiếp. Kiều Bằng Phi bắt tay cùng địch danh vọng rồi nói, hôm nay tôi đưa hai em gái và bạn đến để chơi cho đỡ buồn, ông chủ địch phải sắp xếp tốt một chút cho chúng tôi đấy. Địch danh vọng cười nói, không vấn đề gì. Kiều Bằng Phi giới thiệu Trương Dương với gã, địch danh vọng đã từng nghe nói đến Trương Dương, liền cười nói, chủ nhiệm Trương. Đã nghe danh anh từ lâu. Trương Dương nói, tôi thì có danh tiếng gì địch danh vọng cười nói câu này của tôi không phải là bốc phét đâu phùng cảnh lượng của tử kim các là bạn tốt của tôi tôi thường xuyên thấy anh ấy nhắc đến anh trương dương cười nói tôi rất quen với anh phùng địch danh vọng dẫn họ đi chọn ngựa đua ngựa đua ở đây không chỉ là của mình địch danh vọng còn có không ít là người ta tự mua rồi gửi đến đây nuôi có người chuyên môn đến phụ trách quản lý và chăm sóc cưỡi ngựa là sở trường của trương đại quan khi còn ở đời tùy hắn cưỡi ngựa là nhiều nhất Nghĩ đến lúc đầu hắn đã từng mua một con ngựa trắng muốt, còn đặt cho nó một cái tên nữa, Nguyệt Tinh, nếu là ở thời đại bây giờ thì cái tên đó không mấy nho nhã, nhưng khi Trương Đại Quan đặt cái tên này thì không suy nghĩ đến điều đó, nó có nghĩa là tinh linh của mặt trăng, nghĩ lại chuyện này, Trương Đại Quan ít nhiều có vài phần xúc động. Những con ngựa đua ở đây đều là nhập khẩu từ châu Âu, toàn bộ đều là ngựa rất to, Trương Đại Quan chọn một con ngựa đen, thời Duy và Kiều Mộng Viện đều chọn ngựa trắng họ chọn ngựa không để ý xem ngựa có chạy giỏi hay không, mà để ý xem nó có đẹp hay không. Kiều Bằng cử đi đầu quân ở Tây Tạng, không ít khi tiếp xúc với ngựa, gã khá rành về ngựa, nên chọn một con ngựa màu đỏ sậm. Sau khi chọn ngựa xong, họ lại được dẫn đến phòng thay đồ cho ngựa, những đồ dùng cho ngựa ở đây đều là mới hoàn toàn. Trương Đại Quan thay đồ xong rồi bước vào trường đua cùng với Kiều Bằng Phi, phát hiện thời Duy và Kiều Mộng Viện đã xong rồi. Hai người sau khi thay quần áo xong đều trông đẹp. Khi họ đến trường đua, đã có một đám người đang chơi ở đó rồi, mặc dù kinh thành rất lớn, nhưng mọi người cũng luôn rác mặt nhau. Thật ra điều này cũng rất bình thường, đám thái tử này đa số đều là người không ngồi yên một chỗ đường, ở đâu có trò gì mới là phải ra chơi ngay. Trương đại quan phát hiện người hắn quen ở kinh thành không ít, nhưng oan gia cũng chẳng ít, gặp phải đám người này có Lương Khang và Trần An Bang, còn có bạn gái hiện tại của Lương Khang là cơ nhược nhạn hai người này đều có điều bất hòa với hắn. Thật ra Kiều Bằng Cử trước kia cũng có chút xích mích với gã, chỉ là giờ đã từ địch thành bạn. Trong mắt Trương Dương, Lương Khang và Trần An Bang chẳng khác gì mấy so với trước kia, nhưng trong mắt người khác, Trương Dương đã khác rồi. Đầu tiên chuyện của hắn cùng Chu Hưng Quốc, từ kiến cơ, tiết vĩ đồng đã đồn khắp Kinh Thành, giờ đây rất ít người nhắc đến cái gọi là Tam Công Tử Kinh Thành nữa, vì trong bốn người kết nghĩa không có Lương Khang, hơn nữa bối cảnh của Lương Khang lại kém hơn Tiết Vĩ Đồng, nên người ta nghĩ rằng Lương Khang kém hơn, Lương Khang cũng rất khó chịu vì điều đó, thật sự gã không thể hiểu nổi. Trương Dương thì có gì hơn gã? Có điều Lương Khang vẫn rất có khí chất, gã quay sang chào Kiều Bằng Phi, sau đó lại cười với Trương Dương, chủ nhiệm Trương, đến kinh thành từ bao giờ thế? Trương Dương cười nói, cũng được mấy ngày nay rồi. Lương Khang gật đầu nói, có thời gian thì cùng ăn cơm. Gã nói chuyện rất khách sáo. Trương Đại Quan cười nói, được thôi, hai người đều rất khách sáo, nhưng trong lòng ai nấy đều hiểu rằng, chẳng ai coi chuyện này là thật. Cơ nhược nhạn nhìn Trương Dương rồi cười, coi như là chào. Trần An Bang rõ ràng không có khí độ như Lương Khang, lần trước bị mất mặt trước nhiều người như vậy, tên này đã rất hận, gần đây Kiều Gia gặp phải phiền phức ở chính trị, Trần An Bang thầm vui sướng trong lòng, cha của gã không phải trong trận địa của Kiều Lão là một nguyên nhân, còn một nguyên nhân nữa là lần trước Trương Dương dùng chiếc zip của Kiều lão đâm vào chiếc Ferrari của gã, đến cuối cùng gã còn phải đền tiền sửa xe. Ánh mắt của Trần An Bang gặp phải ánh mắt của Trương Dương, hai người đều lộ ra một nụ cười, nhưng chẳng ai nói gì hết. Trương Dương biết rằng tên này rất hận mình, có điều nghĩ đến cha nuôi mẹ nuôi, không chấp nhặt với tên này nữa, đương nhiên tiền đề là tên tiểu tử này không được phép tự tìm phiền toái. Trần An Bang và Kiều Bằng phi chào nhau, nhìn con ngựa mấy người chọn nụ cười trên môi gã ít nhiều có phần kỳ lạ, Trần An Bang nói, anh Bằng Phi, địch danh vọng chọn ngựa cho mọi người đấy à? Kiều Bằng Phi hiểu ý của gã, liền mỉm cười nói, chỉ là để chơi thôi, mấy con ngựa này cũng rất tốt. Trần An Bang cười nói, nhìn thì đẹp, trông thì hay, nhưng nếu thật sự dùng để đua là không được, nếu thật sự muốn đua ngựa, thì vẫn phải dùng ngựa của bản thân mình. Hai con ngựa của tôi và anh Khang đều là giống tốt nhập về từ châu Âu đó, huyết thống rất thuần. Kiều Bằng Phi biết rằng mấy năm gần đây việc làm ăn của Trần An bang khá tốt, là người trẻ tuổi có tiền, Kiều Bằng Phi chỉ tưởng rằng đám tiểu tử này thích thể hiện, nên cũng chẳng để ý, trên thực tế, từ sau khi Kiều gia gặp phải cơn bão táp này, con cháu của Kiều gia đã khiêm nhường hơn rất nhiều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1275.